mở cái nhạc đi em ơi. Em kết nối vào cái tủ đấy hay là bảo nhạc thường? Nó có cái máy mà không mở đâu. Cái máy của người này. Máy của Hưng đấy. Cái nồi sẵn thôi, bật cái kia này, bật cái gì đây. Đây này. Ôi. Bật cái này này. Loa này. Hello cả nhà nha. Cái máy nào kết nối mất rồi. Cái máy đỏ đấy em xem nào, của nó có kết nối. Sang hai lô sàn hương quế và cam bergamot mới, sạch thơm, thư thái, tổ ấm trong lành. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. It's actually pretty cool. Look, it's great. Đừng quên che mất còn bao nhiêu tâm tư sẽ kỳ cường. Còn trong anh những điều từng dòng thư sẽ cán dịu. Thả theo ấy dắt cho em đi xa xong buồn con lưu. Bỏ lốt cái máy kia này. Đừng cẩn thận ông vít, vít nó bị trũng xuống nhá. Kéo cái đầu ra. Kéo được. Kéo được. Đó. Vui đi. Chào cả nhà nhá. Em ơi, cắt nốt cái bên kia đi. Em lấy dao cắt nốt bên kia. Kéo, em kéo cái kiện ra ngoài này để lấy chỗ để hàng. Tài Phạm 10 nhá, cho anh Lộc và Đào Quang nhá. Kéo vào rồi nhé. Đây là dây lữ ở nhà đây. Rồi mẹ ơi, ra đây cài nha. Cài cái máy này vào. Em chào cả nhà nha. Ừ. Cài vào đấy, chỉnh xong. Em chào cả nhà nha. Mặc quần hút đấy. Rồi mặc cái này cho mát.
cho anh mượn cái máy lên kia. Mọi người chào bác, chia sẻ cho em Phúc nhá. Hôm nay Phúc đã khui hai kiện giày nam nữ lên cho cả nhà nhá. Áo phao ý như thế nào vậy? Áo phao này là áo phao không bán á. Áo phao có mỗi cái để mặc đi về này. Mọi người bạn chấm bài chia sẻ Phúc nhá. Hả? Đây vứt vào đây, vứt nữ vào đây. Hai đôi đằng sau anh sai nhiêu vậy? Chào đi bạn nhá. Con này sai bao nhiêu vậy? Phúc. Em này nay sai 38. Này mã này. Em này sai 36. FPT 36. Đôi này 37. Đôi này 37. Em nhận hàng rồi nhé, đẹp uy tín quá. Cảm ơn Facebook Đình Mão nhá. Có quần nỉ đắt dài không Phúc ơi? Có anh Đăng Ngô nhá. Em có. Em bảo nhân viên in phiếu ra mai lấy quần cho anh nhá. Tắt bỏ cái đấy đi. Giày lam size 39-42. Em có nhá. Rồi em bắt đầu lên hàng đây. Vào ấy đi, vào ghi à đây thôi, để ghi cho. Mọi người vào dần đi nhá. Em đủ người là em lên đấy. Một cà mốt thì nhanh thế. Rồi nhá, rồi làm sao? Hả? Lúc này đi thì tôi sẽ lại. Còn tận đấy. Cái thùng nữ đâu nó xây đâu. Ôi giời, 1170 rồi. Tải đó. Lên đôi đó anh ơi. Ok lên rồi đây. Cả nhà lưu ý chút em bên em Phúc luôn luôn phải cọc đi hàng nha. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận cho em. Em sẽ báo giá tùy đôi. Em ơi, mạnh vào chốt đi. Mạnh vào chốt đi. Bên em qua vẫn nhầm đấy. Chốt nhầm đấy. Lúc nào mạnh lấy cái gì thì em bán chút. Chuẩn bị là tí nữa có một cái page nữa chạy để em chốt về đây. Đã cài trong T-Pod nó có cái ấy rồi đấy. Trong T-Pod là có cái gì nhỉ? Có cái Phúc Sĩ Tuyển mới đấy. Ok em lên đồ nhá. Em gộp tất cả mà nhân viên quên chốt để em săn giày rồi gộp cho em luôn. Em gộp tất cả. Anh không hiểu.
No này không thấy có vest gì, em còn một nguyên một kiện vest mới giặt sẵn rồi nhưng mà chưa có thời gian lên, hôm nào em lên cho mọi người nhá. Thấy em không anh, có thấy em nhá. Tôi lát kiện dưới size bao nhiêu, tôi này size 36. Rồi em bắt đầu lên hàng đây. Bác nào chốt em size 38 này nhá. Size 38 em đế hơi mới tinh này. Size 38 đế hơi mới tinh. Thì mic không? Đó. Thôi. Thế này chắc mọi người nghe được, mọi người nghe rõ đúng không ạ? Em này chốt cho em qua này 500k nhá, má 115 500k này. 500k má 115 nhá. Này có quần áo gì không em? Anh cần quần áo gì? Facebook gì nhỉ? Bùi Ngọc Phát này. EQT. EQT Bùi Ngọc Phát 450 nhá. 450. Nếu mà chốt Bùi Ngọc Phát chốt ok một phát là in luôn, ưu tiên luôn. Được chưa? Chạy bộ nữ này, chạy bộ nữ size 37.5. 115 Xuân Trường. Chạy bộ nữ size 37.5 em này 300k mã 41. Em chốt tất mà quên gộp. À. Cái này 300k mã 41 ạ. Mã 41 300 nhá. 300. Siêu phẩm đây chứ đâu. Bác kiếm đâu ra con giày như này bây giờ. Không bao giờ có luôn, size 42. Đẹp lung linh luôn. Đây, đằng trước đằng 41, sau. 41 Phương Hứa. Đằng trước đằng sau như một. Xuất sắc luôn ạ. Em này size 42. Em này chốt con này chốt cho em 550.000 mã 08 nhá. 550k mã 08 nha bạn, mã 08. Có giày Kappa không bạn? Em không có giày Kappa. Không có giày Kappa đâu. Và tiếp tục này, size cho là size 40, em này Alpha Bow. Alpha Bow size 40 cho Nam nhá. Alpha Bow. Đẹp quá, đồ này mắc đẹp. Em này 480.000 lên mã 23. 480k mã 08 quý đi công. Mã 23. Siêu phẩm nữ này. Mới tê. Em này 38.5. Con này thì ối dồi ôi luôn ạ. Size 38.5 nhá. 38.5 mà chốt em này mã 138 500 nốt này, mã 138. 500k mã 138. Ơi. Ơi. 55. 55 nhá. Ô chiều đặt áo khoác và một đôi giày nhưng bị lộ size, bây giờ là khác kệ bao nhiêu ạ? Chung. Ok. Đôi sau 7 ạ. Đôi sau kệ, đôi này là 37. Còn đôi trên thì không biết. Đôi trên tự dưng lại để đến đấy. Lên con lên cho anh Jordan cổ thấp màu trắng 39, không có anh ơi, Jordan giờ không có đâu. Cái này size là size 42 Graham. Size 42 Graham full nền chốt 400k mã 135. 400k mã 135 cho nhá, mã 135 ạ. 400. Mã 135. Đây có Jordan này đẹp này. Thật sự con Jordan này nó gọi là thuộc gọi là hàng quá là VIP luôn. Em này không ít tiền đâu ạ. Đôi này hơi bị nhiều tiền luôn đấy ạ. Chân 23 đi 37. Em Jordan này đẹp cả trong lẫn ngoài. 23 Tâm Vũ. Em này size 38 nhá. Size 38 em Jordan này bác nào chốt cho em 500.000. Anh nhận bộ đáp 950 rất ok em. Ôi giời, cảm ơn anh Tô Tình nhá. Em này lên cho em mã 50 nhá, 500k mã 50 quá đẹp. Con Jordan này mấy triệu của em đấy, hàng chục triệu của em đấy ạ. Mã 50 nhá, size 38.5. Xuất sắc thật. Bao giờ lên hot đi thì số. Rồi hot đi vương qua em lên xong. Qua của anh thứ hai vào xem rồi này. Qua vào xem không chốt à? 138 Lưu Lê. Bộ lai hãng còn màu xanh than không em? Còn không? Hết rồi anh ơi, xanh than hết. Size M. Size M à? Còn đúng một bộ size M. Em này 42.5, nếu anh size M thì còn 50 Bùi Ngọc Phát. Size 42.5 nhá. Size 42.5 chốt 400k mã 66. Chốt mã 66 400. Anh chào em. Ôi dồi ôi. Chào em chào anh. Anh chào em. Chào bác Phúc mà. Chào Nguyễn Khánh Chi nhá. Ông đang ở bên bếp bên này. Tiếp tục cho em này. Em này size cho là size 39 này.
size 39 cho em nhá, size 39. Size 39 nên cho em mã này. Em này 450 ạ. Mã 43, 450k mã 43 cho em nhá. Hôm qua có size mà không có size mình á. Vâng, cái gì hơi khó ạ. Size M là bao nhiêu cân? Trên dưới 65 cân. Đâu rồi con áo kia đâu? Bỏ áo ra đây. Bỏ áo ra đây, mặc cái áo vào cái thế lạnh lạnh. Ốc áo ấy, áo trắng nhá. Mày cho anh mặc áo phao tầm này chứ. Cái này 41 đế băng này. 41 đế băng cho em nhá. 135 Hoàng Hải. Em này size 41 đế băng, chốt con này lên cho em này. Em này 400k má 104, quá đẹp. Con ấy 5 nít. Mạnh vào được bếp mới chưa này. Đâu bếp mới đâu. Cần cẩn thận, cần cái bút mà quăng cái áo là vào hết cái áo đấy. Mạnh vào được bếp mới chưa? Tức là vào T-Bot đã có rồi, sắp rồi. Sao thanh tâm? Size 37.5 ạ. Lên em luôn không? Size 37.5 nhé nhá, size 37.5 ạ, chốt 300k mã 92. 104. 300k mã 92 ạ. Bóng đá 41 em không còn đâu. À, tiếp tục size cho là size 40.5. Size 40.5 nhé nhá. Em này 40.5, con này gần như mới nguyên. Nếu như bác nào cần một con giày mà đi êm gọi là êm gọi là êm vô đối thì chốt con này. Mọi người nhìn cái đế đây là biết này. Quá là êm luôn ạ. À. Êm lắm. Size 40.5 chốt 450 mã 78. Còn đi 400. Mã 78 ạ. À. Tiếp theo. E này size cho là size 36.5. Size 36.5 một con giày rất là độc lạ luôn. 36.5. Em này mã 85 nhá. Chốt cho em con này là mã 85. Em này 350.000 mã 85. 350 mã 85. 18 Đức Thành ạ. Tiếp tục size cho là size 39 này. Size 39 nhá, size 39 ạ. Chốt 408 lên cho em mã. Mã 95. 408 mã 95 ạ. Ô thế. Vợ bắt ăn nhiều hầu vậy. Mà hôm nay còn sức. Ôi giời. Nó chưa đến giờ anh Đỗ Long Giang ạ. 85 Bùi Ngọc Phát. Giờ này đâu đã đến giờ anh. 78 có cái chốt vào chị Nga, chị Linh ơi. Em này size 37. Em nó số em nó khổ lắm. Các bác ví dụ như các bác vợ mà có ABCD XYZ các bác ăn uống xong buổi tối là tầm 7:30 các bác ngồi nghỉ ngơi xem tivi rồi tập tạ tập yoga các kiểu xong rồi đến lúc là đấy là vừa. 95 Phạm Quân rồi. Em đi cày, em đứng từ 8 giờ đến tận 10:30 xong rồi lịch kịch đến 11 giờ mà về thỉnh thoảng vẫn phải cày. Các bác thấy có khổ không? 450, 350, 480. Em so lại mã xem được đúng không? Đừng rổ mã ra trước. Không là hỏng việc đấy em ạ. Tại vì em xếp phiếu kiểu đấy là nó bị sai rồi. Nhờ hôm trước là xếp phiếu thì sai lộn hết cả giá lên đấy. Hiểu vấn đề không? Tiếp tục cái này sai 37 em nha. Size 37 ạ, size 37, chốt cái này 300k lên mã 09. Đâu mà này, đây, không được ạ. Không biết đấy à. Mã 95 có người chốt rồi anh. Đây mã 09. Mã 09. Nhiều giày lắm rồi mà xem vẫn máu. Đã ghi lại đoạn livestream này, ôi giời. Đây size 39 này, đế bằng. Size 39 đẹp đế bằng cho em nha. Size 39 ạ. Size 39 chốt em này 350 lên mã 49. 350 mã 49 nhận nha. Mã 49 350. Chốt 39 cho chị Lê Ngọc Mai ạ. Em này con VIP này. Em có một con VIP size 42. Một em VIP size 42. Khổ mà em có sướng đâu. Em bảo sướng đâu. Em này size là size 42 nhận nha. Đỉnh của đỉnh luôn. Bắt đầu chốt em này 550.000. 550k lên cho em mã 00 ạ. 550 mã 00 cho em mã 00. Tiếp tục. Ôi giời ơi, ai gọi em đấy?
Máy này em đang livestream thì em gọi sau nhá, rồi đang bận lắm. Okay. Em này size 37.5 cho em này. Size 37.5 cho em nhá, size 37.5 mới cứng luôn. Em này 308 lên mã 04 ạ, 308 mã 04 nhá. Không không chốt cho em. Không không chẳng thấy. Lên lại con này á, à. Đây. Trời. Ngon mà. Cái màu này nó vậy đấy, cái màu hồng nó vậy, phớt phớt hồng, hồng nhẹ. Em này rẻ, bán rẻ đấy. Đây, để bằng rất đẹp, 39 được nhá, 39 đấy. Nai hạt 41 không anh, không biết có không. Vừa đổ cả kiện ra đây, không biết có không. Em này size 42. Size cho là size 42 Nai Running, bỏ cái móc đi. Size 42 Nai Running nhá nhá. Em này 450 mã 63. 450 mã 63 cho em Phúc này. 400 tiếp tục con này size 37. Size 37 cho em nhá, size 37. Ôi. Giày mới tinh. Size 37 cho em này. Bác nào chốt em này 400 nhá, nên mã 51 chốt 400, mã 51 cho em ạ. 400 mã 51. Đâu đưa đây. Mặc cái áo vào tử tế cái, mặc áo ba lỗ nom nó không được thích mắt lắm. Còn dư em đi vai này nhìn nó. Không lên giày trẻ em à sếp, ôi giời, giày trẻ em đang lên mà, lên ở đằng sau cái bờ, à, cái bức tường này này. Bên em có một đội nhân viên họ đang lên đấy. Đang lên giày trẻ em nhá. Bác nào một chốt thì qua Phúc xin tuyển kit. 30, 55, 38. Lên 43 đi, em đang lên dần đấy anh ơi. Em này Ultra Boost size cho là size 37. Ultra Boost 37 này. Con này cũng mới, chuẩn hãng luôn. Ultra Boost size 37 cho nhá. Em này chốt 450 đây cho em mã. Mã 72 450 mã 72 Ultra Boost size 37, mã 72 ạ. Mã 72. Đấy, đồ như thế này các bác chốt về sướng này. 42.5. Size 42.5, tuần trước có một em như này. Size 42.5. Em này size 42.5 cho nhá. Bác nào chốt đôi này đúng 500k nên cho em mã 12 500. 500k mã 12 cho nhá, mã 12. Trắng 39 có không? Nữ trắng 39 cũng có con hơi hồng hồng đấy. Em này 40.5 Pro Pia size 40.5. Size 40.5 cho nhá, 40.5 ạ. Em này 408 lên mã 69, 480 mã 69 ạ. Đưa đôi 39 vào xong này. Ok, Thành Nguyễn. Đây là chị. Xem dùm đơn. Ok. Có đơn nào? 12 Nguyễn ơi. Em này size 37. Size 37 cho em nhá. Em Phúc size 37 này. Size 37 mã 146 chốt 350.000 mã 146 size 37. 146 350. Tiếp tục size cho là size 40. Em này size 40 chốt 450 này. 450 mã 133 cho nhá. Mã 133 chốt 450 mã 133. Chuẩn bị vào cái page kia đi. Đấy, đang xuất ra vào một cái page đấy. Có vào một số. Em này Jordan size cho là size 37. Được rồi. Jordan size 37. Đâu 4548 33 Phạm Quang Tuấn. Cho tí em xin lỗi cả nhà, thì em đăng nhập cái cái máy này không có rồi. 66 Bình Thiên. Máy này không có rồi. Cái này chỉ cần T-Bot thôi. T-Bot có. Đây rồi. Đây, đây. Em ơi, em thử in xem được chưa. Cái này phải in được. Tiếp tục Jordan cho em này. Đấy, bên kia bắt đầu lên. Cái này Jordan cho em là size 37 nhá. Nó báo sao? Nó cũng báo gì
quay đầu lại đi. Em ơi, ok chị Hương mời anh. Em này dốc đan sai 37 chốt cho em con này 350 nhá. 146 la lê. 350 mã 80. 350 mã 80. Xét cho cái thỏ tú ấy. Xét quả chị. Chờ tí. Siêu phẩm đây. Mã 12 500 dồn đơn. Con này sai 44 á. Em 450. Sai 44 lần đầu tiên. 44 rất đẹp cho em nhá. Sai 44 cho em ạ. Sai 44. Em này chốt con này 500k lên cho em mã 13, size 44, 500, mã 13 cho em nhá. Size 44 ạ. À, tiếp tục size 41 đẹp này. Ôi dồi ôi, giày mới tinh. Size 41 đẹp cho em nhá. Em này 41. Nên cho em mã này, em này 450.000 mã cho em 59 nhá. 450 mã 59 cho em ạ. Size 41 đế này. 450 mã 59 nhá, size 41. Em ơi, lấy nữ ra cho anh cả em ơi. Nữ đâu hết rồi. Nữ cứ chạy đi đâu á. Con này đi CT size 36, một cái hãng thể thao của Nhật này. 80 đồng hả? Đi CT size 36, hãng thể thao của Nhật nhá. Em này chốt 300k lên cho em mã 00 ạ. 300k mã 00 cho này. Mã 00 300. Ở tiếp tục con này size 38 này. Size 38 cho em nhá. Em này size 38 Puma màu đỏ cũng cực đẹp luôn. Em này chốt 300 lên mã 92. 300k mã 92 cho nhá. Mã 92 300. 13 Duy Minh. Có nào vào tepo được không? Có áo anh mang size M không? Có em ơi, size M nhá. Áo này 250. Nếu mà chốt thì báo anh nhá, chốt 250.000. Chốt áo 250 kèm size cho anh ạ. À. Con này chắc không còn nhiều nữa. Em này size cho là size 40 ạ, size 40 cho nhá. Size 40 chốt 450 lên mã 143. Chốt 450 mã 143 cho nhá. Con này mắc đẹp luôn. Đấy đây. Mã 143 cho em ạ. Giày hai hen này, giày mới tới chốt, em giày hai. Giày hai hen nhá. Ngồi bên em ấm áp không rời xa nhé anh. 59 Quang Lê. Ok chị Anh Trần. Xin lỗi các nhà một tí nhá, em ok Cao Du Kiên. Có size 35 không anh? Có, size 35 vẫn thỉnh thoảng có đấy. Ơi. Hả? Cái đang chấm bài chia sẻ em đi ạ. Để tao lên kỹ thuật.
em đang lỗi kỹ thuật một tí không in được cả nhà, đang không in được. Chào Gia Hưng nhá. 92 Duy Lê. Chào chị Trần Tammy. Ghi tay, em đang ghi tay mà chị ơi. Ghi tay được. Ghi tay á? Ghi tay làm sao được? Ai cả? Phúc lại làm chuyến du hành sang nhà em làm combo, xóa nhăn cau mày thôi. Ôi rồi được, được luôn. Này thử vào tipot xem là có in được không. Rồi em lên hàng nhá. Chào 500 anh em bên này nhá. Rồi ok, bắt đầu lên à, em này lên rồi, là size 36. Size 36 300k mã 00 chưa nhá. Size 36 300k mã 00. Đẹp nhức lách luôn. Hiền Hiền Nguyễn. Có đôi đá đen size 43 không? Em có nhá, đá đen 43 có. Em này size 40. Ăn hào lên nghỉ sớm thôi. Ôi giời ơi, anh Trung ơi. À, Trung Vũ, nghỉ sớm làm sao được. Em này size nhà size 40, bác nào vừa chốt con này đi. Con này rất đáng tiền luôn. Cực kỳ nhiều tiền luôn. Em này chốt con này 500k nhá. 500k đây cho em má 102, 500k. 500k má 102 cho bạn. À, các bác bên này xem và follow page cho em Phúc nhá. Em đang phát hai live, hai cái livestream trực tiếp. Em này là em training ạ, training size cho là size nhá. Size 36 ạ. Size cho là size 36 này. Size 36 Fila. Em này toàn em này chốt 300 lên mã 138 nhá. 300 mã 138 ạ. Đúng rồi, và trong đấy là ghi nhá. Ghi hoặc là xem in xem được không? In được rồi. Anh à, in được rồi ạ, ờ, ok ok, in được rồi. Nhanh lên còn về, xả hầu chứ, rồi. Thôi, các bác đừng nhắc nữa, có khi là vợ em quên đấy. Về còn nghỉ ngơi được, chứ không nhớ đến về lại khổ. Em này chốt cho em là size 36 này. Size 36 nhá, Puma em này 250 lên má 42 ạ. 250.000 má 42 chấm nhá, má 42. Ồ, hai con Puma này, con này 38 này. Em này đế bằng 38 này. Đế bằng 38 nhá. 38 thì chốt 300. Không Quang Duy. À, 300 lên cho em mã 69, 300k mã 69 nhá. Mã 69 nhá này. Đây, siêu phẩm đây. Chốt đi các bác. Em này 13 14 củ của em đây này. Quả này 13 14 củ luôn, size 40.5. Easy 700 nhá. Easy 700 size 40.5. Hả? Còn để 500. Em này chốt cho em con này 650 nhá. Size 40.5, 650.000 này. 650.000 nên cho má 115 nhá, size 40.5 ít lắm, má 115 nhá. Cho em xem lại đôi trắng nãy không nghe kịp. Ôi giời ơi, F3. Bố này phù thủy cưới chỗ ấy. 128 người bên này, mỗi người cho em xin một chấm các bác ơi. 150 con. Bên này của em 1435 người, 1500 người. Em này size cho là size 42. Size 42 cho không là size 42 này. Em này 450 mã 150 này. 450.000 mã 150 cho nhá. Đọc lại. Mã 150. 30 25 65. Con này 40 siêu nhẹ này, mới tinh nhá. 40 siêu nhẹ mới tinh cho em này. Size 40. Size 40 lên cho em này. Em này 400 lên mã. 400 lên mã 97. 400k mã 97 cho nhá. Mã 97 ạ. 450 Nguyễn Cường. Cho mình hỏi 04 là size 37 hay 38 đấy. Nghe nhanh không rõ. Hai mẹ con đang tranh luận à. Em này size 37.5 ạ. Size 37.5 nhá, không nhá, 37.5 này. Đẹp. Có à, không không cần đâu, mai liên kết hết nhá, không có để riêng nhận được. Em này đây cho em mã 00, chốt 308 mã 00 này. 380 mã 00 nhá. 380 mã 00 đây, siêu phẩm đây, còn đâu nữa. Ôi rồi ôi, những cái con này auto chốt. Em này 41,
em này size cho là size 41 nha. Size 41 chốt 408 lên mã 34. 480k mã 34 cho nha. Mã 34. Giày nhà anh là giày gì thế? Ui giời, giày nhà anh là giày 45 và 40. Giày là anh là giày si đấy, giày si là giày giày high hand đấy, là giày giày second hand đấy. Nhá. Giày second hand. Nhưng mà nó rất là mới nhá. Từng đôi giày này là nhà anh tuyển về, anh lựa từng đôi một. Thứ nhất là chuẩn hãng này. Thứ hai là đế. Hầu như là tất cả những con giày anh tuyển là không mòn đế luôn. Độ mới trên 90% nhá. Mọi người thoải mái tự tư chốt. Nhận mọi người lưu ý là chốt hàng bên em Phúc luôn luôn phải cọc nhá. Và mọi người được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Ok ạ, kiểm tra hàng thoải mái, check từ A đến Z. Em Phúc bao toàn bộ nhá. Em này size cho là size 42 nhá, Nike 42. Bác nào chốt em này 400k lên cho em mã này. 400k lên cho em mã 96 400. Tennis là tennis size bao nhiêu nhỉ? Tennis 42 thực tế em có đấy, nhưng mà tầm này em lại không lấy được. 42 nhìn hết rồi. Em này size 37 này. Size cho là size 37 nhá, size 37. Đẹp này, con này đẹp. Size 37 chốt 350 mã 03, 350.000 mã 03. Mã 03 350. 48 với cả 38. Một đôi easy cho các chị em phụ nữ này. Easy size cho em là size 37. Easy 37. Easy size 37 này. Size 37 ạ. À? Chốt con này 400 lên mã 05, chốt 400. 400k mã 05 nha nha. Đây. RRSX nha. Mới tinh. Mới thôi rồi luôn này. Puma. Puma ơi. Em này size 40, chuẩn 40 luôn. Bác nào đi chân 40. Mới thật. Chốt này size 40 nhá. Em này chốt 480.000 ạ, lên mã 52, 480 mã 52 cho nhá. 480k mã 52. Thấy gì? Cái nào pin? Cái này sạc rồi, cái này không biết sạc chưa. Cái này cũng sạc rồi đó. Sạc rồi đấy. Tiếp theo nhá. Em này size cho là size 43 này. 05 Trần Thị Thúy. Nike Running size 43. Running size 43 chuyên chạy bộ cho nhá. Em này chốt 400. 400 mã 46. Mã 46 400k. Có phải cọc nhá. Quang Tuấn. Nhắn cho một anh vào ghim cho cái ghim cái phết kia rồi. Cái này con vớt này. Con vớt size 36. Con vớt size 36 cho anh Phúc nha. Con vớt 36 đây. Cái này chốt 350 đẹp. 350 lên mã 113. 350 mã 113. Vừa chốt. Vừa có vừa anh có chốt được size 42 đáp. Chưa đấy Phúc. Trang Cường có nhá. Có nhá. Ơi. 45, 40 và 48. Tiếp tục, em này size cho em là size 36. Chị nào mà chiều cao thấp, chiều cao khiêm tốn, hãy chốt con sờ cái chơi này sẽ đẩy các chị lên một tầm cao mới. Đấy, một tầm cao mới. Em này 350 lên mã 16 nhá. Size 36, 350 mã 16. Và đây là một con cũng sẽ đưa các chị 113 phù thủy lên một cái tầm rất cao luôn ạ. Đẹp. Xuất sắc, em Fila 36. Fila 36 cho em nha. 36 Fila. Em này 308 lên mã 81. 0 380 mã 81. Tiếp tục. Size cho em là size Alpha Bow này. Alpha Bow 41. Alpha Bow size cho là size 41 cho em nha. Size 41 chốt 450 mã 54. 450 mã 54 còn nguyên cho em nhá. Mã 54 ạ. Một đôi AF1. Con này mới từ trong ra ngoài, AF1 reset cho em này. Mới từ trong ra ngoài luôn nhá. 54 Bùi Quang Xá. AF1 size 39. Ôi, đúng ai kiếm con giày mới như thế này. Size 39 AF1. Cầm sướng thật. A1 39 em này chốt này. Chốt em này 450.000 mã 14. Sao?
Ừ. Em có số tài khoản ở trên đấy, anh cọc vào đấy một đi hàng là 100 nghìn ạ. Mấy trăm? Em nhìn với cọc thế nào? À của anh là con đấy là bao nhiêu tiền? 450 đúng không? Của anh Khắc Cường là 450 nhá. Sáng mai nhân viên bên em Phúc sẽ inbox cho anh qua Messenger. Inbox cho anh qua Messenger, tùy anh có thể cọc luôn cái này được. Các bạn sẽ chụp cho anh cái hình đôi đấy qua Messenger nhá. Sau đó thì làm thủ tục qua đấy thôi. Nhân viên bên em sẽ hỗ trợ anh tất cả nhá. Ở trên page thì đều có số điện thoại của em Phúc đấy nhá. 35 với cả 45 với cả 45. Này. Ok. Em lên tiếp này. Em này gold à? Con này gold này, gold này, gold cho size 38 cho nữ. Light gold size 38 cho nữ này. Light gold này chị nào mà đi đánh gold, em Phúc vừa bán vừa tặng 200 nghìn nhá. 200 nghìn lên má 116. Má 116 200. Bác nào vừa hỏi 35 nhỉ? 46 quang lê. Em cầm một phát đây em biết size 35 luôn. Con này 35.5 này. 35.5 nhá. Chốt con này 200k lên cho em má 10. Mã 10 200k. Không chốt được ạ. À. Em này size cho là size 42. Đẹp quá. Size 42 mắc đẹp. Em này 450 ạ. À. Mã 169 450. 450k mã 169. Mã 169. Em này New Balance size 38.5. New Balance size 38.5 cho em nhá. 38.5 ạ. À. Mã 10 Nguyễn Tuấn Minh. Em này mã 27 350, mã 27 350. 100 đi thủy ba. Một đôi Puma cổ hơi cao. Cổ này thực ra đó là cái cổ len này, mọi người đi ấm chân này. Cái này 39. Đẹp. Puma 39 cho em nhá. Puma size 39 ạ. Size 39 nhá. Em này lên cho em mã 00 size 39 400k mã 00 20 35. Một đôi Converse rồi. Converse này mà cho mấy bạn cấp 2 cấp 3 thì chị nào mà hay mặc quần sọ, chân mà búp măng trắng trắng tí mà quất con Converse này rồi đạp xe cũng được mà đi cái gì cũng đẹp luôn này. 00 ba hoàng. Em này 37.5 nhá. Size quốc dân luôn. 37.5 size quốc dân chốt em này 308 mã 00. 380 mã 00 em ạ. Một đôi Profia size 37. Size 37 Profia size 37. Mã 54 350 này. Mã 54 350.000 mã 54. Mã 54 ạ. Okay, mình chốt thường, mình chốt mã 169 như nào vậy shop? Anh cứ lên mã cùng số điện thoại giúp em ạ. À, tiếp tục con này size cho là size 42.5. Size 42.5 ạ. Em này chốt 400 mã 14 cho em nhá. Chốt 400k mã 14 ạ. Giày đế tất cả. Tất cả giày đế của em Phúc còn nguyên nhá. Đế không bao giờ, em riêng em Phúc không bao giờ lấy hàng đế mòn nhá. Đảm bảo mọi người nhận được con giày đỉnh của đỉnh luôn. Em này size cho là size 41. Đặc biệt là chuẩn hãng em nhá. Em bao chuẩn hãng hết. Ok chưa? 116 thanh tâm. Một em tên nửa này. À, size cho em là size 41. Size 41. Bác nào chốt em này 500k. À, 500k mã 00 cho nhà 500k. Con này phải chạy được. Ối dồi ôi luôn. Mã 00. 40. 38 đấy. Chào anh Việt nhá. Em ơi có tennis 38 không? 38 tennis. Ô thỉnh thoảng có anh ạ. Anh cứ săn một vài like là có đấy. Em này size cho là size 41. Không, Trần Ngọc Thái Thanh. Size 41 Alpha Bow ạ. À, chốt 450 mã 28. 450.000 mã 28 nhá. Các bác bên này comment chấm bài giúp em Phút xem 108 người. Mọi người chấm chấm giúp em một cái nữa. Làm ơn chấm giúp em một cái để em xem các bác xem là bên này có tương tác được với em không. Xem là mọi người có bị ẩn cái 28 người có sáng. Em này size 43 Fila cho nhá. Size 43 Fila cho bạn. Fila 43. Bác nào chốt 450 mã 90. 450k mã 90 cho bạn. Mã 90 450. À, tiếp tục con này size 35.5.
size 35.5 nhá, 35.5 này. Bác nào chốt 250 lên cho em mã 88250 mã 88. Ok 50 con này 45. Con ở trong tay 45 luôn. Đây easy 700 đây. Tiếc quá con vừa rồi size 41. Cho 3 chấm đấy. Ôi dồi ôi, không phải chấm bên đây mà chấm bên đây. Em đang phát 2 pit. Em lại size cho là size 41. Easy 700 size 41. Size 41 nhá. Made in Ấn Độ này. Con này chuẩn hãng luôn. Đẹp. Cái này ba nào chốt con này 650 lên mã 28 này. Loại này toàn mười mấy triệu của em đấy. Mã 28 650. Mã 28. Ừ, cảm ơn tất cả các bác rất nhiều nhá. Tiếp tục em này size cho là size 39. Size 39 nhá này. Size 39 này. 38 ít quá anh Phúc. 38 ít à? Rồi, 38 nhiều mà. Size 39 em này chốt 38 đòn kia ạ. 308 lên mã 121 này. Mã 121 cho em nhá. Em này size 36.5. Size 36.5 nhá nhá. 650. Chạy bộ size 36.5 nhá này. Em này chốt 300. Chốt 300 mã 87. 300k mã 87. Alpha Bow này. Alpha Bow size cho là size 42. Alpha Bow size cho là size 42. Rồi ôi. Em này mã 78 chốt 500 này. 500k mã 78 nhá nhá. Mã 78. Hunter Pha Nguyên Đức 500. Đẹp lắm cả nhà. Đây đẹp. Tiếp tục size 42.5. Mã 54 em lên từ lâu rồi. Em này size cho là size 42.5 nhá nhá. 42.5. Em này 450 mã 114 này. Mã 114. 78 chân trước à. Lay có áo không anh? Mạnh Cường. Áo gì? Em thích áo gì? Em này 40. Đẹp khỏi bàn luôn. Size cho là size 40 mọi người nhìn đế nhá. Đây. Đấy. Size cho là size 40. Nike reset 40. 169 chốt rồi ạ. À. Em này chốt 450 mã 01. 450 mã 01 cho nha. Mã 01 450. Thật sự mọi người những cái con giày như thế này cứ về là hết, về là hết size 40. Riêng em không bao giờ phải. Mọi người nhìn quả đế á, quả đế bóng không? Quả đế này, chữ trước vần viết còn nguyên. Thêm cái viền này nó gọi là ăn tiền cái viền này luôn. Mà em bán này, đôi này nó thật sự các shop à mà cái shop mà nó có cửa hàng toàn bán 700-800 nghìn thôi. Thật sự mọi người, em nhập đây mỗi một lần em nhập mấy chục ngàn đôi thôi. Má đang tươi không được đâu nhá. Tại vì má đang tươi chốt em về hàng là về mấy chục ngàn đôi cho nên em nhập số lượng nhiều, nhập của em quất cả công cho nên là nó rất là rẻ. Mọi người vừa đi hàng chính hãng, chất lượng thì cao. Mà độ mới thì cao mà lại còn giá lại rất là tốt nhá. Em này size 40 ạ. Em này 180 nghìn má 73, 480 má 73. Có giày bóng chuyền 50 và 45. Đấy, có giày bóng chuyền không xốp. Bóng chuyền size bao nhiêu anh? Anh Văn Hải ơi, bóng chuyền bao nhiêu ạ? Mọi người cứ theo dõi em Phúc nhá. Đặc biệt là những bác nào khách hàng mới cứ theo dõi em Phúc bán hàng đi. Bảy sau đó lúc nào mà thấy ấy. Rằng là em Phúc bán hàng ok thì mọi người chốt cũng được, không sao nhá. 410. Tại vì em làm khá là nhiều rồi, chắc chắn bên này những bác rất là mới, cho nên mọi người cứ ấy đi. Còn nếu mà bác nào mà chưa chốt bao giờ thì đấy. Đây này cho các bác cho các bác xem bên này này. Em đang phát em đang phát một máy nữa đây này. Bác nhìn này. Đấy. Một nghìn 1475 gần 1500 người xem đây này. Đây. Đấy. Chốt rồi Phương Phiền Phức ạ. Đây. Chốt rất là nhiều luôn này các bác này. Đấy. Nên mà các bác cứ thoải mái mà nhá. Cứ thoải mái mà vào xem rồi chốt cho em nhá. Anh Văn Hải ơi, anh cứ theo dõi livestream cho em nhé. Đấy. Giày thì các bác khỏi phải nghĩ rồi, nếu như các bác có nhu cầu thì khỏi phải suy nghĩ luôn. Đội bên này thì bên này chốt ghê quá rồi. Cả ngày vào xem anh chị like nghiện mất rồi, đọc thích tôi rồi. Mình nghiện thế là được đấy, tại vì sao? Tại vì mình nghiện là có cái chỗ giải trí nó vui vui. Hiểu không? Sợ là không nghiện mà nó bị chán nản nên nó mới đặc biệt. Em này 40 khỏi phải bàn luôn, các bác nào chốt thì cứ chốt rồi. Đây, đế đây. Đế nhá. 414 GB. Size 40 em này 408 ạ. 408 lên cho em mã 52. 480 mã 52 cho em nhá.
mấy hôm nữa lạnh mà xem, mấy hôm nữa lạnh nhiều bác vào, thậm chí cả tuần cũng chốt được đôi nào luôn, thật sự đấy. Anh trai à, Khắc Dũng mua của em 5 số đôi rồi đấy, sáng mai chuyển khoản được sáng không? Sáng mai Nguyễn Dương Thắng. Ok ok được, sáng mai thoải mái nhá. Có 37 không anh? Có 37. Em này size là size 40.5 này. Em thì 48. Size 40.5 nhá. Em này 450.000 lên má 66. 450 má 66 cho em ạ. Bài nổi cơ. Muốn săn đôi 38. Hàng đắt, đen mà khó quá. Chốt anh má 40 ạ. Rồi. Má 40 em chốt tiền lại đấy rồi anh ơi. Một ngày không gặp Phúc thấy thiếu thiếu gì. Ok cảm ơn cảm ơn nhá. Em này size 41 alpha bow này. 52 có người chốt rồi. Size 41 alpha bow cho nhá. Alpha bow em này chốt 450 mã 36. 450 mã 36 cho nhá. Mã 36. Mã 36 ạ. Em này 37.5 này. Rebook 37.5 nhá nhá. 37.5. Bác nào chốt em này 200k. 200k mã 00 quá rẻ, 200. Mã 00 cho nha. 36 vào ấy. Thật sự là trưa nay em nói thật luôn là em ăn còn đúng hai cái khay giấy bạc thì là 10 con. Là mình em là ăn hết bao nhiêu nhỉ? 8 khay. Phải không nhỉ? Vợ ăn hai cái. Là 8 phát. 8 phát là vị trí mỗi phát 5 con. 40 con. 40 con hàu thật sự. Nhưng mà thấy mọi người cứ nhân cách hóa hàu lên nó tăng nọ tăng kia, nhưng mà em thấy nó bình thường, nó có cái gì đâu. 45. Làm gì mà đến mức là ăn hàu rồi này đó. Nó không có. Em này size là size 40. Size 40 nhá, là size 40 mắt đẹp này. Em này má 81, 450 má 81 cho nha. Má 81, 450. Đôi lai trên kể sai gì? Đôi lai trên kể đây á. Đôi này là cái đôi... Đâu, đôi này Nikiri. Nikiri con này size 38.5. Con này cho mấy bạn đánh bóng rổ. Cấp 2, cấp 3 bóng rổ. Đấy. Size 38.5 mà chốt em này thì... Chốt cho em 380 rồi bán. 380 Nikiri. Đúng bằng giá người ta phải nhập xỉ về đấy. Mọi người cứ lên trang cái số điện thoại để chốt hàng. Em đây má 98 nhá, 380 má 98. Đổi lại bình anh chứ. Trên này nó không cho hàng hoàng bên bên kia. Đây. Đấy. Mọi người ăn làm thế. Chính hãng không anh? Đúng rồi, chuẩn nhá, chuẩn hãng nhá. Bại Bùi Thọ. Em đây size nhá, size 36.5 này. Size 36.5 nha, 36.5. Size 36.5 ạ. À. Em này chốt 300k má 69 này. 300k má 69. Má 69 cho nha. Lại gần một chút nữa này. Có má khác thêm thêm lại một lần nữa. À lại gần. Hay là mai nhá, cứ chốt đi. Chị à Hà gì nhỉ? Chị Hà Hồng đi, cứ chốt đi, mai nhân viên họ chụp luôn cận cảnh luôn nhá. Yêu cầu gì chụp cận cảnh luôn là được nhá. Em này 37 nhá này. 37 full đen. Em thì 150. Size 37 full đen nhá nhá. Full đen. Em này chốt 350 lên mã 93, 350. 350.000 mã 93. Chị nào mà đi chạy chốt này, mới tinh. Đi chạy cho em Phúc nhá, đi chạy nhá, mới tinh luôn. 3 năm mai em chốt từ 3 giờ rồi. Đi chạy 36.5 này. 36.5 nhá. Em này chốt 350 má 116 ạ. Shop kiểm tra dùm, có đơn hàng mà không thấy shop chốt đơn. Có đơn hàng mà chốt đơn. Công nhận này nhìn bác Phúc tươi thật, tươi không cần tươi. Anh Văn Hải có nhưng mà anh xem đến mức đấy. 93 Cao Hải. Em này size 42. Size 42, con này thì ối rồi ôi luôn. Size 42 này. Đẹp lắm. Đẹp thật đấy. Cái này chốt 450.000 má 171, 450, size 42. Em được má 81 không, Ninh Nga? Có. Tiếp tục 38, ủi, sửa cây chơ đây, được chưa? Đủ độ thuyết phục chưa? Sửa cây chơ đây, 38 đây, ông nào hỏi 38, loại này là lót của nó là, em đánh giá cái lót của thằng sửa cây chơ. Sao chị Tuấn Cường? Là nó làm cầu kỳ nhất trong các loại giày, lai đát không lại được. Em thấy cái lót của thằng này này, nó làm rất là đặc biệt luôn.
đấy, đẹp này. SE 380 nhá, size 38, 380 lên mã 128. Chị nào vừa thì chốt ngay cho em Phúc con này đi. Thật sự về nhận sẽ được đôi giày sẽ rất là thích này. Em giày anh hay mỗi mã chỉ có một con thôi chị ạ. Giày này là giày second hand, cho nên là mỗi mã này chỉ có một đôi thôi, không có nhiều đôi cho em nhá. Anh ơi, còn đôi Puma không? Chân Xiaomi. Mà không còn. Em này 37.5 này. Cũng sợ cái chơi luôn. 37.5 con này thì màu mè hơn, màu tươi sáng hơn. Mọi người có thể đi tập được. Các chị đi tập phòng tập cho em nhá. Đây, để nguyên. Để nguyên cho em nhá. Em này cũng thế luôn, 380 mã 33. 380.000 mã 33 cho em này. Mã 33 cho em nhá. Anh Nguyên Tân em 42 từ bao giờ em chốt 42 giờ ạ. 42 chốt mất rồi anh ơi, anh phải chốt theo mã nhá. Em hướng dẫn mọi người bên này. Làm hai lứa ra. Giày thể thao thì nếu mà mình cảm thấy vừa mắt là mình chốt 35-38. Mình vừa mắt về mình chốt được nhá. Mình thích thôi là mình chốt được. Không cần phải quy định nam hay nữ đâu. SE 41. Em này size là size 41 này. Size 41 em này chốt 450 nhá. 450.000 lên cho em mã. Mã cho là mã 02450 mã 02. 02450. Đây. Trời ơi. Mới cứng cựa luôn. Em này sờ cách chờ 37. 33 nhiệt vô à. Mới. Em này 308 lên mã. 380 lên cho em mã 00 nhá. 00 ạ. Đấy. Có 150 mà có 1.5k mà chốt nòi mắt không được rồi, còn chơi hai pet à? Không phải, bên này em phát để thử nghiệm thôi các bác ạ. Em này size 39 này, Asics 39 ạ. Em này 350 ạ, 350 lên cho em mã 03. Không nguyên liệu. 350.000 mã 03 cho em nhá. Cái này em làm theo chỉ thị ở trên đưa xuống, không dám cãi. Hay đi lại đội bóng rổ, có chị hỏi là có đội bóng rổ nào nữa là 238 không? Bóng rổ 38 đây nha, chị gì ơi? Tuổi Hồng. Chị tuổi Hồng ơi, 38 bóng rổ đây. Nike Ri cho em nhá. Em này thì quá xuất sắc rồi, em bán có 380.000 thôi. 03 Trần Trà My. Chốt báo em nhá. Bóng xa bút xa bút. 45, 38, 38, 35. Ultrabot 42 không biết có không luôn. Đổ một đống đây em không rõ đâu. Cái này 36.5 này đế bằng 36.5. 36.5 đế bằng chốt 350 mã 42. 350 mã 42. Chị Tuổi Hồng ơi chắc được bóng rổ comment giúp em nhé. Em này size 44 made in Indonesia. Cấp trên có lệnh rồi mà cái ra được luôn, đúng rồi. Không cái được anh ạ. À. Em này size 44 Grafarm. 44 Grafarm lên mã. Em này 450 mã 125. 350. Chị ơi chị cứ chốt đi rồi là bên em sẽ gửi ảnh chi tiết cho mình sau ạ. Chị tuổi Hồng á, chị tuổi Hồng thì cứ chốt luôn ý cho chị đi. Mai inbox nhá, mai inbox em mới inbox cho. Tối thì nhân viên họ không inbox được luôn đâu. Mai thì có thời gian thì mới inbox được. Em này size 37.5 con vớt này. Size 37.5 con vớt. Con vớt ạ. Em này 380 mã 124 này. Mã 124 cho em nha. Cỏ đáp thế bằng màu trắng không em ơi, em vừa lên trong khắc thiện ơi. 38 không? Ừ. Con trắng vừa tốt 350. Em này size 36.5 này. 36.5 màu phớt phớt hồng chốt. Em này chốt 300 mã 132. 300k mã 132 ạ. Tiếp tục 43. Size cho là size 43 Grafarm. Cái này 450 lên mã. Cái mã này vứt đi. Mã 10 nhá, 450 mã 10 này. Ra dồn hàng đây em ơi. 450 mã 10. 132 Jenny nữa. Cái con hàng như thế này mà cho các bé cấp 2, cấp 3 đi thì cấp 2, 37. Bạn nào cấp 2, 37 này. Rồi, ôi, đế này. Anh nghỉ là... sớm thôi ông Phúc ơi. Chị nghỉ sớm là có tiền anh ơi. Từ đây. Rồi tốt nhất là nghỉ muộn một tí. Nghỉ muộn một tí thì thôi về thì làm cái việc chính không đi ngủ. Sớm đấy.
lại thêm thêm hiệp phụ nữa thì cũng bằng nhau. Bé rồi coi. Ê đây size 37 nhá, size 37 ạ. Size 37 308 mã 03. 380 mã 03. Cho bé rồi coi. À, bé rồi coi á. Em cho chị coi đây chị ơi. Đẹp luôn. Kiri này. Ok chị Tuyết Trần. Đấy, Tuyết Trần mặt hơi to chị nhá. Bé coi đi, đó, chị chụp ảnh lại cho bé coi luôn này. Đó. Cười quá. Em có đôi size 43, con này dòng dòng Klimakun à? Không. Klimakun size 43 cho bác nào về đi bộ đi làm này. Ok chị tuổi ông. 30 thôi. Em này chốt 250 ạ, 250 mã 54. 250 mã 54 cho em ạ. Mai một cố sau á. Bé thích rồi em. Ok, thank you chị. Em này size 40. Size 40, nữ 38 có nhá. Em này size cho là size 40 ạ. Size 40 chốt 450 lên má 92, 450. Rồi. 54 Tuyết Trần. Ôi trời ơi. Ơi. Tuyết Trần ạ. Em này 38 này, ủa để bằng 38 này. Sai ba sai cho là sai nha. Sai 38 này. Sai 38 mà em này chốt 350 má 128. 350 má 128 nha. Em có đôi Reebok đẹp. Đôi bóng đá 43 màu xanh không xốp. Kia môi màu xanh kia xem sai bao nhiêu. Em ơi. 92 Quang Trần. Này đôi màu xanh bóng đá. Em này 40. 92 anh Quang Trần. Size 40 này. Rồi mắc đẹp luôn. Em này chốt 450.000 nhá. 450.000 má 02. Nên má 02. Cho chị đôi 40 đánh cầu lông nữa. Tươi hồng. Ồ chị ơi. 40 đánh cầu lông em hết mất rồi chị ạ. Ôi bóng đá này 42. Em này 42 ạ. Đôi này size 42, bác nào chốt em này 550 nhá, mã 116. Màu xanh em không có 43 đâu, anh gì tìm bóng đá nhá, tìm bóng đá màu xanh không có 43. Cái này 40 made in Myanmar size 40. Mua hàng của chốt nhiều quá. Sắp lên khách siêu VIP rồi. Ôi giời, lên Dương Thắng. Phải tương tác nhiều vào, em quen mặt em quen nick, phải quen nick. Có nhiều bác mua nhiều lắm nhưng chẳng tương tác cái gì. Thành ra là Tết mà có muốn gửi quà cũng chẳng nhớ được. Đấy. Các bác phải vào comment nhiều vào. 116 Minh Hùng. Cái này 40 nhá. Cái này size 40 chốt 450 mã 56. Mã 56 ạ. Tết quà VIP luôn đấy. Ở tiếp tục size cho là size. Con này đẹp lắm các bác. Cao chi chân luôn. Cái này size là size 42. Size 42 này. Đỉnh của đỉnh luôn. Cái này chốt 450.000 má 125. Hai anh em. 450 má 125 ạ. Ơ cái này đúng không? Cái này đi. Cái này đi. Cái này 37. Còn đấy ạ. 45. Cái này size 37 đi mềm chân để bốt cho em ra size 37. Size 37 chốt 300k má 42 ạ. 300. 300 má 42. Nike cổ thấp này. 12 đa miệng nhập chân. Nike cổ thấp size 37.5. Trời ai muốn đi này đẹp dã man luôn. Đẹp thật. 35, 55, 45. Hỏng hết quà Tết à? À hỏng hết quà Tết à? Hỏng quà Tết à? Anh muốn tiền trắng nữ 38 đi anh. Em này đẹp nhá, em này 37.5 này. Em này 37.5 chốt con này cho em 480.000 nhá. Má 14 408. 14 408 em này dồn hàng cho anh cái. Các bác chốt nhanh thế, sắp hết hàng đến nơi rồi. Mọi người chốt nhanh lên. Size là size 42 Alpha Bow. Alpha Bow size 42 ạ. Em này lên cho em mã 133 nhá. Em này 450. Mã 133 450. Đây. Đôi như thế này thì làm sao mà chạch được đúng không các bác? Auto chốt luôn. Em này 41. 14 Nguyễn Huế. Em này size 41 ạ.
480.000 má 113. 480 má 113 cho này, 113. À, các bác ở bên bên này các bác theo bấm theo dõi page cho em Phúc nha. Like vừa rồi mã gì? Bên em Phúc không chỉ có giày dép xịn như này đâu, mà bên em Phúc còn có cả quần áo nhá. Quần áo thể thao. Các loại áo, quần áo thương hiệu. Quần áo mùa đông, quần áo mùa hè cho em nhá. Đây. Giày như nào mà sản phẩm tất cả các sản phẩm đều vậy. Em này size 40 à? Bác nào chốt em này thật sự. Đại ca nào 40 là chốt ngay cho em con này mã 59 500k. Không một bao giờ nó thật sự nó xứng đáng với một cái giá lớn hơn là 500k. À, cái đấy như thế này nó gọi là còn nguyên không chưa sờn tí nào luôn. À, sườn này. Mã 59. Đẹp, đẹp lắm luôn. Áo mặc bao nhiêu số thôi? 59 hữu doanh nguyên. Áo này 250.000. 250. Bác nào chốt 250 kèm size cho em nhá. Để mộ để 113 chốt rồi ạ. Để bằng 39 nhá. Chào em nhá. Còn mã 133 nữa ạ. 41 đi vừa, 40 không được đi thế. Em này size 41 chưa này. Giày siêu nhẹ không anh ơi? Ôi giời. Toàn giày siêu nhẹ luôn đấy. Đế băng này, đế băng Puma, em này size 41 chốt 400 nhá. 400 mã 78 này. 48 50. Một đôi Crown Farm cho này, Crown Farm size 40. Crown Farm size cho em là size 40 ạ. Em này full đen. Em này bản đế rộng. Khi mà mọi người đi nó rất là vững chân. Và dòng này cũng rất là nhẹ nhá. Đặc biệt phần mút bên trong giày, khi mọi người đi vào nó ôm chân êm là phê luôn đấy. Em này mã 128. Mã 28 em chốt rồi nên em không biết được đâu ạ. Mã 28 chốt 450, mã 28 nhá. Em còn một con dép da tự nhiên size 41. Con này là made in Tây Ban Nha. Made in Spain. Một từ Dương ạ. Con này sản xuất Tây Ban Nha nhá. Made in Spain. Đây là da lộn. Da tự nhiên các bác đi từ giờ đến lúc mà các bác không còn muốn đi dép nữa thì vẫn bán được da xì. Em này made in Tây Ban Nha size 41. Chốt con này 300k mã 36. 300k mã 36 cho nhá, mã 36 300. 113 mình được không? Tại không nghe rõ. Em này 40 từ Dương được ạ. Con này 40.5. Trời ơi nó mới chưa? 133 duyên vàng. Quả màu xanh này ngất ngây luôn. Size 40.5. 345 tôn. Ba nào chốt em này 500k mã 146. 146 500k. Em có chốt được mã 59 không anh ơi? Ôi. Mã 59 chốt mất rồi anh ơi. Con này 36 này. Giọt đan 36 nhá, chơi bóng rổ ngon hay cái nào size 36. Size 36 giọt đan chốt 350 mã 115. 350 má 115. 115 thêm ạ. 116 ông Vùng. Mà tụt ghi 146 có người chốt mất rồi. Size 37 nhá này. Size 37 nhá. Bên này các bác chốt nhanh vào. 146 có người chốt mất rồi cả nhà ơi. Size 37 Tư Hoàng ơi, mã 36 anh đang tô chốt rồi. Chốt 350 mã 28 ạ. Size 37 full đen, 350 mã 28. Đế này đi ngất đây luôn. Mã 28. Tiếp theo này Mizuno, em này chơi bóng chuyền được ạ, 36.5. Mizuno size 36.5 cho các chị nhá. Cỡ này chốt 200k. Về chơi bóng chuyền bóng bàn chơi được hết luôn. Lên mã 00 200. 200k mã 00. Tiếp theo 41. Chị chốt được dép mã 36 không em? Chị không được ạ, em đọc nhầm là dép là của anh đang tôn ạ. Em này 41 mới này. Mới lắm. Em này chốt 450 mã 121 450. Một đôi easy. Màu này thì nam nữ đều đi được nhá các bác nhá. Nam nữ đều quất được. Easy size 39. 50 và 30. Easy size 39 ạ. 28 Trần Vũ Linh.
Linh Lan. Đôi này 500k đây, cho em 500k nhá. 500k mà 23 hàng chuẩn hãng. 500k mà 23 chuẩn hãng cho em nhá. Có crop không em? Crop thỉnh thoảng có. Crop thỉnh thoảng có chị nhá. Mua mai từ Dương đấy ạ. À. Chị cứ theo dõi page đi, xong dần dần em lên nó sẽ có đấy. Chứ nó không có luôn được đâu ạ. Hàng si nó rất là ít thôi. Thỉnh thoảng nó lẫn một vài ba đôi về thôi. SE40 có dài lời không? Size cho là size 40. Giày lười á? Giày lười như là không biết là mình đi size bao nhiêu. Size 40 này. Con này full đen 40. Chốt mã 54 ạ, 400 dưới mã 54 size 40. Mình đã nhận được 3 đôi giày uy tín shop ơi. Ôi, Trung Việt, Trung Ngô Việt cho anh lên trang chủ luôn. Pin yếu em ơi. Sạc vào. Cảm ơn anh Trung Ngô Việt nha. Em này tiếp tục này, Sketcher. Đẹp quá. Đôi này cho các bé đi cũng được. Em vừa chốt phát 125 size 42 được không? Ok rồi. Phát rồi. 00 Văn Ngô. Qua đặt áo trên shop mà không thấy trả lời shop ơi. Anh Tư Tuấn, in anh Tư Tuấn ra mai tư vấn hỗ trợ anh ý đặt áo em ơi. Em này 39 đây. 39 em này chốt 350 nha. 350 đây cho mã 00 ạ. 350 mã 00. Mã 00 35 với cả 45. Người 42 đế bằng cho con trai. Không có loại lười mà cho con trai không có. Đợi mãi không thấy 43 vậy. Em này size cho là 37.5 này. Em này size 37.5. Còn vớt 37.5 nhá. Em này 350 mã 01. 350 mã 01 cho em ạ. Mã 01. Shop làm ít slip on về bán đi shop. Ôi dồi ôi, em nhiều mã hàng quá, em không muốn 23 Thanh Tâm. Em lại không muốn thêm mã hàng về làm. Nó đói quá, nó mệt. Em này size 36, à 37, xin lỗi size 37. Mắc đẹp luôn. Size 37 mắc đẹp cho em nhá. Em mua quần áo mấy chiếc rồi, chưa chốt được đôi giày. Đôi FPT 40-41, 35. Em này nhá, em này Sketcher chốt cho này là mới quá. Em này chốt này. Con này size 37. Size 37 chốt cho em con này 350 mã 171. 350 mã 171. Thì xăm đi em ơi. Hóng đôi phục kim. Hóng đôi Kina để bằng 38 á. Kina đây mà. Em này size 36.5. Size 36.5 nhá. Size 36.5 ạ. Em này mã 00 chốt 350. 350 mã 00 nha này. Mã 00 350. 171 Cẩm Vân. Qua chốt hai quần ngắn. Mà không cho mình cái nào. Ôi trời ơi, hôm qua bị thiếu anh ơi. Hôm qua em lên nhà, em lên nhà. Em này size 38 ạ, size 38 này, em mắc size 38. Em này cũng hơn 4 triệu nha. Hơn 4 triệu đôi này. Muốn chốt được hàng nhà em. Em này 308 mã 00 ạ, 308 mã 00. 00 Hương Nguyễn. Đúng rồi, muốn chốt hàng phải có wifi thật khỏe. Chuẩn đấy, wifi khỏe vào, sóng khỏe vào. Crop 43 đây. Con này nó thật, bác nào mà đi 43 thì quất luôn. Không ngồi suy đoán. Em không cần nói nhiều những cái dòng này đâu. Những dòng này em tuyển cực kỳ kỹ luôn. Em cảm ơn chị Nguyễn Ngân nhá. Size 43, mã 66, 450. Mã 66, 450. Đó. Em này 42.5 Alpha Bow, con này bằng da luôn. Bác nào mà chốt được này thì ối dồi ôi luôn này. Alpha Bow này cực kỳ xịn luôn. 35-35 Alpha Bow này, bác nào chốt cho em con này 600 nhá. Chuẩn 600 mới đi được đấy ạ. 600 lên mã 16 á. Chào anh Ngọc Huy. Không một gọi là không một lỗi lầm, không một tì vết nào luôn. Mã 16 nó lại bằng da. Đẹp. 42.5. Cảm ơn chị Nguyễn Ngân nha. Em để đây. Chị vừa chốt nhưng ba lên đấy. Chị vừa để quá. À đấy là chị này xem bên này à. Ok, thank you chị Nguyễn Ngân. Đấy.
cho chị lên trang chủ luôn. Em ơi, cái đôi này nó mốc này, chắc để trong túi bóng ẩm này. Bỏ đi. Thôi bỏ đây lên lên tặng mọi người luôn cái đôi này nhá. Con này nó về mọi người chỉnh sửa cho em nhá. Em này Puma size nha, size 36.537. 36.537 em Phúc tặng con này nhá. Không không, tiền người này. Tặng đôi này lên cho em. Sơn Linh Văn Sơn. Tặng đôi này mã 81 cho em này. Tặng mã 81 luôn. Tặng cho những bác nào chia sẻ nhá. À, tiếp tục size cho là size 42. Cảm ơn chị Nguyễn Ngân nhá. Size 42. Size 42 chốt 450. 450 lên mã 52 ạ. 450 mã 52 nhá. Mã 52. Đó. 3 mấy nhỉ? 35 mới là 60. Ui dồi ôi, 40 này. Này ai mà bỏ qua được. Đây 450. Ai mà bỏ qua nó này, size 40. Mắc đẹp. Size 40 ạ. Đồ tặng ai đi? Tặng ai á? Có chia sẻ còn này đi. Thôi bên này cái chốt rồi đi, chốt ai chốt đâu xem nào. 52 gạo Hồng Phúc. Tặng ai có những bác chia sẻ rồi ấy. Xem ở trên đấy xem là có đơn gì đấy luôn. Tặng cho anh. Em này lên cho em mã 93. Em này chốt con này 500k mã 93. Tặng cho Huỳnh Thanh Trang nhá. Vui vui thôi mọi người nhá. Ai tặng được người không được tặng thì vui vui cho người tặng, mà người tặng thì cũng vui cho người không tặng nhá. Các bạn chia sẻ đi. Để ra kênh bên lên tranh cân nào anh săn đi, yên tâm không? Nay em nên cái kênh bên này lên vui vui thôi. Chứ bán bổ gì tập này ạ? À? 45 với cả 93 từ Dương. Đây 45. SSI 40 made in Indonesia Craft Farm. Size 40 Indo full đen. 450 ạ. 450. 93 từ Dương ạ. Nên mã 27, 450 mã 27. Bóng chuyền đây. À bóng chuyền size 37 này. Bóng chuyền size 37 nhá, bóng chuyền 37. Cái này 350 lên cho em mã 88 này. Bóng chuyền 350 mã 88. Hôm nay chốt bên này chốt ghê thế. 36.5. 36.5. Em này chốt cho em cái này 300k lên mã 03. Size 36.5 300k mã 03. Chốt toàn xịt. Ôi dồi ôi. Trên kệ size bao nhiêu? Đôi này à, đôi này. Phạm Lượng. Đôi này size 37. Đôi này size 37 made in Indonesia. Bác nào chốt đôi này chốt 380 nhá. Lên mã 46. Chị Lily em cũng muốn đi xem phim đấy ạ. 380 mã 46. Chị Loan ghim nhá. Chị mà chốt báo em ok phát em ưu tiên chị luôn. 50, 45. Con Nike 42.5. Cụ nào chốt được đôi này đá luôn. Cứ tê người. Đôi này chốt 600 cho em nhá. Ai chốt em muốn đấy em đi em nói thật luôn. Nó quá là đẹp. Lên mã 41 này. Chốt nhanh cho xong việc. Còn về hậu. Thế thì xem live stream thì chốt đôi khác chị Lan ơi. Chốt toàn trượt. Con này lít không chốt. Tennis size bao nhiêu anh Trung Ngô Việt ơi? Ok. 88 Quang Thanh. Em này size 42. Size 42 Light Free. Logo màu vàng Nike Free. 41 Ngọc Mai. Em này 450 lên cho em mã. Mã mở thế à. Nên mã 98, 450 mã 98. Mã 41 size bao nhiêu á? À. Size 42.5. À. Em này size cho em là size 41. Còn đi 60. Size 41 này. Có cầu lông 42 không bạn? Cầu lông 42 em không có đâu. Size 41 150 mã cho em là mã 80 ạ. 450 mã 80. Mã 80. Tiếp tục cho em nha. Em này size 39 này.
size 39. Không mới không lấy tiền luôn. Siêu mới á. Chốt 480 lên mã. Lên mã 90 480. 480 mã 90 ạ. À. 98 Ngọc Anh. Đôi này đánh bóng chuyền size 42.5. Hôm nay để cho anh đôi này để mai đi đánh bóng chuyền. Đôi mấy? 42.5 vừa đẹp. Không mai Minh Vương. Chắc này không có bác nào chốt đâu. Chắc không bác nào vừa đâu. Đấy. Em này 37.5. Vừa vừa bắt nào hỏi 42 45 với cả 48. Em này Jordan sang 37 này. Đẹp quá. Jordan 37 nhá. Jordan 37. Chị Vũ như hệ Vũ 90 em chốt rồi ạ. Em này 400 má 00. 400 má 00. Đôi này Fila 36.5. Fila 36.5. Em này 300 lên má 69 này. 300 má 69 cơ nhé. Má 69 300. Tennis 41 không ạ? À? Tennis 41 không có. Hôm trước còn mấy đôi tennis đấy có sai gì? Có không? Hôm ý trả chụp rồi gì? Không nhớ à? Quay video. Em này 42.5. Người ta phải... Còn chưa xem ấy. Size 42.5 Alpha Bow. Alpha Bow 450 lên cho em má 69. Chị mới thì tiền chốt 450 má 69 nhá. Chốt lên con của cậu ấy. Ôi giời ơi. Không 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 lấy. Đôi này là 600 chị nhá. Chị Nguyễn Thị Tiệp nhá. Đây này. Lý của nó đây này. Nó như mua mới. Đôi này là người chưa đánh bao giờ luôn ấy. Đây này, lý còn nguyên nhá. Đấy. Nếu mà chốt ok cho em được thì nên quả ok là xong. Thôi em lại nhường cho chị nếu mà chị đấy. Tiếp tục size 42.5 Easy 700 đây. Easy 700 size 42.5. Em này 700 nhá. Em này 700 lên mã 115, 700 mã 115. Những cái hàng này em tuyển thì không phải nghĩ rồi. Đấy. Anh Văn Du chốt chậm ạ. Con 42.5 mới dùng để trượt ván được không? Không được anh ơi. À, và lấy đi thì cũng được đấy. Nhưng mà chốt mất rồi. Chị Nguyễn Thị Tiệp chốt mất rồi. Chốt chưa? Quay 600 nha. Okay. Em này 36 này. Size 36 cho em Phúc ra sở kết chơi size 36. Size 36 lên cho em má 104. Em này 350.000 má 104. 3550 má 104. Không dây đây. Khổ quá các bác cứ hỏi không dây mãi 42. Con này là đi sung sướng cuộc đời luôn. Không dây size 42. Thật sự kiếm được con dây lười thể thao này đi nó đã luôn ạ. À. SA 408 mã 99 khẳng định luôn. 480 mã 99 nha nhá. Bàn dây lam à, shop có cả dây nữ đây, đem lên dây nữ luôn rồi đấy. Mã 93 em chốt tiền lấy rồi anh. Ờ, mà chưa phải dây nữ không nhỉ? Cái bọc kia phải dây lưỡi không? Phải. Ra mổ lốt cho anh cái kiện đấy dây lưỡi ra đây. Kê ra bỏ cái túi bóng ý, túi bóng hàng của khách cho xuống. Đúng thể thao nữ đấy. 99 lượng trần. Em này size 38.5 ạ. Chốt 350 má 146. 350 má 146. Bên này là 120 người. Bác bên này tìm tin lên xem nào. S này size 44.5. Size 44.5 nha nhá. S này chốt 400 lên trên má 63. 400k má 63 cho nhá. Má 63. Em cứ để nguyên đấy em ơi. Em để nguyên đấy em mổ ra xong em xách vào đây. Em ấy ra như thế thì nữa này. Em vật vào à. 69 là lấy thêm cho anh thôi mà. S này size 40.5 Gram farm. 40.5 gram farm chốt 408 lên mã 10. 480k mã 10 cho em. 63 chị Min ạ. Chốt size 4463. Ôi giời, ok Min 40.5. Có con nào size 37 không anh? 37 có, từ chờ em tí. Đây size 37. Em đang chuẩn mổ kiện nữa này. Hôm nay chốt nhiều em mổ kiện nữa luôn. Size 40.5 này. Em này chốt 408 nha, lên mã. Mã 143, 408 mã 143, áo đi em, áo gì, cần áo gì? Trời ạ. Em vừa lên áo tối qua xong. Đó,
Con này Puma để bằng size cho là size 41 48 45 40 quên. Puma size cho là size 41 này. Chốt mã 10 là con gì? Em này lên cho em này. Con này chốt 400 lên mã 81 chứ. 143 thành luôn. 400k mã 81. Lên lên tiếp con 44 nữa gộp đơn đã. Mã 10 thành vô. In cho anh in cho Facebook min min cái phiếu ra. Mai tìm thấy con 44 cho luôn. Chứ bây giờ lên thì không biết là tỷ lệ khó không. Tỷ lệ khó thì chốt nhá. Con này 35.5. 35.5 này. Đôi này chốt chốt bằng giày trẻ em luôn. 180.000 mã 97. 180k mã 97. Như 238. Ở để bên kia kìa, bên kia chốt kìa, mã 10 kìa. Mã 10 bên đây chốt trước rồi. Cái này 41. Size là size 41 nha, size 41. Cái này chốt 400 ạ. 400 lên cho mã 05 400. Mã 05 48 40. À quên, 48 45. Nữ 38 á. Chờ em tí nhá, em đang lấy. Đang lấy thêm giày. Người tặng vợ sao mà. Em này size cho là size 41 này. Aerobow size 41 chốt 450 mã 102. 450k mã 102 nhá, 102. Đây. Anh mới cường từ từ thôi. Giày nữ đây. Ủa ơi. Quả này đỉnh của đỉnh luôn. 36. Nhìn phát biết 36 luôn. Đúng 36 luôn. Chân 36 chốt. Có đan nữa không? Chị em biết em ít ạ. Size 36 chứ. Size 36 Nine Reset 36 chốt 450.000 này. Mã 60 450. Con này mắc đẹp luôn. Dòng đế này chơi đa năng luôn nhá. Các chị nhảy cũng được, chạy cũng được. Chơi chơi đan sinh cũng được, tập kim được luôn. Mã 60 ạ. Một series nữ luôn này. Nữ reset size cho là size 36. Nữ reset size 36. Size 36 chốt 380. 380 lên mã 150. 380 mã 150 Pegasus đã. Pegasus em sợ không có. Đây, lữ đây. Trời ơi, con này cứ 39 này. Không có nam này. Có nam cơ, vừa lên nam xong kêu không lên nữ, giờ lên nữ lại thành nam. Thế này 39 nhá. Quang Lê. Size 39 chốt em này 2090, 550.000 mã 114. 550k mã 114 được chưa? 114 cho em nhá. Nam đây. Nam size cho là size 41. Vào đây gắm giày sướng rồi. Size 41 cho em nhá, size 41. Em này 400 lên mã 92, 400. 400k mã 92, 450. Có 37 không? Ủa, 37 nhiều nhá. Cái này 43 made in Indonesia. Đây 43 đây. 43 made in Indo. Cái này 450 lên mã 08 này. Chào anh Phú luôn. Được rồi em ơi. 450k mã 08 nha, mã 08 ạ. Con này mới như bác hộp luôn. Thiếu đúng cái hộp. 42 Lo Hải, 38 Nguyên Cường. Sử cách chơi 37 này, thiếu đúng cái hộp luôn. 42 Nguyễn Hiếu Sơn. Nên 37 thì anh trắng ạ. Đây em ơi, rồi ôi em ơi, con này thì rụng lông lách luôn, thật sự nói này mới quá đi, thật sự không biết miêu tả thế nào luôn. 08 chưa có ba anh Nguyễn em sờ cách chơi này 37 chốt em này chốt 400k mã 1 mã 13 nhá. 400 mã 13 anh Nguyễn Cường nhá. 400 mã 13 sai 38 anh lấy lên 38 này. Không tám con cái chốt rồi, tính nguyên danh ơi. Tiếp tục con này size 38.5. 38.5 ạ. Em này chốt 308. 13. Mã 33. Chắc lương duy. 40, 450. Tiếp tục 36.5. 36.5 ạ, chốt em này 300. Chốt 300 lên mã 52. Đẹp. 300k mã 52. Một đôi DCT em này bốn Hoàng Hải, hãng thể thao của Nhật, size 39. Size 39 DCT size 39. Trời ơi con này. Đẹp chưa? Size 39 chốt 450 mã 04 nhá. 450 mã 04. Jordan nữ không có ạ. 08 chốt chưa?
Bên kia chậm nhỉ. 37.5 Puma. Bên đây hôm nay là 37.5 Puma cho nhá. Puma 33 Duy Trần. Em này chốt 300 lên mã 95. 300k mã 95 cho nhá. Mã 95. 35. À đâu còn 40. Tiếp tục sai 37.5. Ôi, 37.5 con này đi êm, mắc êm okay, luôn. Ok, dự nghiệp của anh Phú Thái ạ. À. Em này chốt 308 lên cho em má 85 này. 380 má 85. Tới hôm nay em chưa nhận được hơn hàng ngày 30 tháng 9. Ôi giời. 30 tháng 9 xong rồi em mới inbox cho anh à em. À mới comment thế. Thì 30 tháng 9 rồi. Thì còn gì nữa đâu. SE 40.5. 85 Cường Nguyễn Việt. 40.5 bên này 450 lên cho em má. Ok anh ơi. Mã 50 nhá. 450 mã 50. Mai em điện lại chăm sóc khách hàng cho anh nhá. Mọi người cứ lên cái số điện thoại trước đi xong rồi chốt mã cho nhanh mọi người nhá. In phiếu cái phiếu đấy là nhầm sao đấy, thấy nhiều chữ thế. Xem lại phiếu đấy xem nào. 85 mã. Đấy trên là địa chỉ. Địa chỉ mà. Chị Tuyết Nhung ơi, chị chấm mất rồi ạ, à. Má 85 của người chốt rồi ạ. Cái này 38.5 này, D1 sai 38.5. Cái này 350 lên cho em má 96, 350 350k má 96 này 38 em ơi, cho anh ít làm lên đây cả, em làm bên ngoài không được sao. Cái này Alpha Bow sai 42. Alpha Bow sai cho là sai 42. Anh em lương cần sai số gì ạ? À? Sai 42 ạ. À? Cái này 450.000 mã 138, 450.000 mã 138 nha nhá. Đây đẹp. 16 di cảnh. Một đôi sờ kích chơ 39.5. Con này đẹp hoàn hảo. Mọi góc cạnh luôn ạ. À. Không dây. Con này dây chỉ trang trí thôi, có dán thôi. Mới tinh luôn ạ. À. Sờ kích chơ 39. Sai 39.5 ạ. À. Cái này chốt 450.000 mã 12. 95 Minh Quân. 138 Ly Vũ. Em này sai 40.5. Sai cho là sai 40.5 ạ. À. 39, con này 39 thôi. À tầm 39 40 form dày là form dày. Cho nữ nhá. Chân chân ạ. Em này chốt 308 lên mã 00380. Đó. 380 mã 00. 45. Em này chốt 36.5 này. Màu hồng sai 36.5. Cái này chốt 300 nhá. 300 lên mã 43. 300k mã 43. 13 chốt chưa? 13 chốt cho bên chốt anh Ly Vũ rồi ạ. Không, Ly Vũ là 138 chứ. Ly Vũ là 138, 13 chốt từ đấy rồi. Thêm 12. Đúng. 12 Ngọc Phúc Trung. Cái này mà sai cho là sai 41 Nike. Nike 41 ạ. À. Cái này 400k mã 87. 400 mã 87. Tiếp tục sai 37.5 này. Có bốt không? Có bốt. Có bốt. Không em. Em thỉnh thoảng mới có đôi em ơi. Nó chỉ mã 13. 20 phản hình gọn. 13 chốt chưa? 13 chốt mất rồi. Cái này sai 37.5 nhá. Đôi này chốt 300 mã 73. 300k mã 73 cho em ạ. 38, con này là 45 với 38. Cái này 40.5 ạ. Graph Farm size 40.5. Size 40.5 chốt 400 lên mã 135 ạ. Chốt 400 mã 135. Hoàng Nguyễn. Chờ mãi không có 45 46 nào nhỉ. À 40 à 445 đúng không? Chắc có lẽ là anh phải chờ thêm cho em vài bữa đi. Hoặc không mai để em lấy hàng trong kho ra mình có. Tại vì cái size đấy thời gian vừa rồi em lấy ít, em không lấy nhiều. Đấy. Tiếp tục size cho là size 36.5. Size 36.5 này. Size 36.5 ạ. À. Em này 308 mã 78 ạ. Hai hạt không á? Đấy cho con hai hạt. Đâu nhỉ? Vừa nhìn thấy đây đâu ấy. Tí nữa nhá. Em này Alpha Bow 40. 43 Duy Bùi. Alpha Bow size cho là size 40 Alpha Bow.
size 40 cho nhá. Em này 450. Đó. Mã 49, 450. 30, 40. Em này profile size cho em là size 40. Profile size 40. Size 40. Em này chốt 180 nhá. Cho chị đôi làm 41 đi em. Chị thứ 3. Em này 480 lên mã 00. Bao nhiêu một đôi? Giá em báo tùy đôi, có đôi thì 300, đôi 200, đôi 400, đôi 500, 600 có. 49 trong an. Em này size 42, made in Indonesia, Grand Farm. Con này đẹp hoàn hảo luôn. Size 42, Indo. Em này 480 lên cho em má 34. 480k má 34. Chốt tiền cướp giật. Chốt tiền cướp giật. Hơn cả cướp giật chứ. Em này 41, made in Indonesia. Size 41, made in Indonesia. Em này lên cho em là mã 09, 450 nhá. 09. Có 36 chạy bộ không? Có. Em này ASIC này, 39 này. Đôi này chạy bộ 34, chơi 34, thu 3. Chơi các môn luôn. ASIC okay, 39. Thu 3. 39 em này chốt 350 lên mã 72. 350k mã 72. Mã 72. Đôi này đẹp lắm này. Đôi là 45 với cả 48. Tiếp theo này size 37.5. Size 37.5 nha 37.5 ạ. Chị nào chốt đôi này chốt 400 nhá. Nay reset 400. Mã 00 ạ. Không chi Vũ Thái. 400 mã 00 nha. Tiếp tục live flex size cho là size 41. 72 Trần Trà My. Flex size cho là size 41 cho nha. Size 41 flex rồi ạ. Flex lên cho em mã 169. Em này chốt cho em là 400 mã 169 ạ. 400k mã 169. Đây một con đát size 44 này, bác nào hỏi 44 này. Chuẩn 44 luôn. Đát mới gọi là để con này cũng hơi mòn. Con này em báo luôn mọi người nhá, con này hơi vẹt một chút xíu đây này. Ở trên mọi thứ rất là mới luôn. Tài nhỉ, bên này thì còn nguyên mà tại sao bên kia lại 169 thanh gỗ. Thanh gỗ. Em này size 44 nhá, bác nào chốt em này, chốt cho em con này 300 nhá. Chốt 300 mã 00 này. 300k mã 00. Có lên nào không? Mai xin chết ạ. Mai á? Mai khi ghi vẫn phải lên giày, đang máu giày. Em này 41. Size cho là size 41 này. À chị Min chốt luôn à? Size 41. Em này chốt 450.000 lên okay, mã 14. 450k mã 14 cho nhá. Mã 14. Đôi giày trước của chị giảm giá cho chị 70k mà chưa thấy gì em ơi. Chị cứ chốt hàng đi xong bảo nhân viên bảo em ơi. Đôi trước mà giảm giá cho chị thì là các bạn sẽ giảm thôi. Bây giờ phải có giày chốt mới đã chứ nhá. 45 35 40. Nhiều. 40 30. Rồi Puma đẹp này. Em này Puma size cho là size Puma size 38.5. Đẹp quá. Puma 38.5 nhá. Đôi này 380 lên mã 138. 380k mã 138. Giày em là giày si ạ. Giày second hand. Tìm giùm em để bằng 38. 38 nhiều mà. Thỉnh thoảng đôi này 30. Đấy. Ừ. Có anh đừng ngồi em để livestream nhá. Em này size 37 con này. 38 cho Mi. Con này của gà đấy, gà size 37. Gà size 37 cho em ạ. Mã rồi. Gà size 37. Chốt được mã 49 không sốt. Size 37 chốt 308 mã 72 ạ. 308 mã 72 size 37. Tiếp tục size 36.5. Size 36.5 nha nhá. 36.5 ạ. Em này mã 04 350. Mã 34 em chốt từ lâu rồi anh 350 mã 04 ạ. Có đôi đắt 42 không? Em vẫn có 42 bình thường ạ. Em này Fila size 38 này. Fila 38 nhá 38 chốt 350 mã 13. Đó. Anh Phúc ơi cho em đôi like EQT 36 màu sáng không? Không thấy có, chưa thấy có em ơi. Chịu khó mà săn. Có mấy hôm có mấy đôi đấy mãi không ai chốt mà. 36 EQT đầy
này size 38.5. Size 38.5 ạ. Em này chốt 350.000 mã 46, 350 mã 46. Đó. Tiếp tục 38 này. Skechers size 38 nhận nhá. Size 38 lên cho em mã 350 mã 95, 350 mã 95 này ạ. 42. 72 quân vui. Một em Adidas. Ui, sản xuất tháng 6 2021, con này dòng mới luôn. Em này size 42. Nên size 41 này thôi. Size 42 này. Đế cũng lạ luôn. Đế này không phải đế bẩn đâu cả nhà nhá. Đế này là đế nó vẩy cái kim tuyến gì đây này. Kim tuyến gì chìm chìm này. Nó không phải là đế bẩn, cũng không phải là đế mòn nhá. Con này còn nguyên đấy ạ. Size cho là size 42. Em này 450 mã 73. Có đôi cá size 41 không? Không có. 38, 35. Đây 44 đây. Rồi ơi, bác nào vừa hỏi 44 nhé. Ở đây đây, Facebook Min này. Min Facebook Min. Min 2 đôi rồi. Min 44 này, em này 500 nhá. 44, 500 lên mã 169, 500k. 73 Trần Dương Hà. Từ từ đấy em ơi. Em này Vapor Max size 36. Vapor Max size 36 đấy. Ok chị Min. Size 36 em này chốt 200 lên mã 09 200. 200k mã 09. 169 chị Min ạ. Em này 42 ạ. 42 42.5 đây. Anh Cường Bùi, anh gì? Anh Đường Bùi à? Đây 42 đây anh ơi. 42 42.5. Em này chốt 400 mã 28 nhá. 400k mã 28 ạ. 06 Nguyên Hà Lê. 29 đi 29 đi 45. 29 đi 45 cho em nhá. Cái này 36.5 này. Size 36.5 nha em ạ. Cái này 400 lên mã 99 nhá. 400k mã 99. Like size 36 này mã 09 nhưng mà anh lên mã. Em này size 38. Size 38 nha này. Size 38 nhá. Cái này chốt 308 mã 60. 383 mã 60. Đó. 45, 50, 20. 40. Undermore size 38.5. Undermore size 38.5 ạ. 350 lên mã 87. 350k mã 87. Hạt đây. Em này hạt size cho là size. Em hạt size 38 này. Con này chả để form để trước gì vào. Em ơi, để form lên rồi lấy kiếm mấy cái báo đâu ngoài đó. Rút mấy cái báo ở chỗ cái đôi giày mà nó ấy kìa. 46 Hương Giang. Đề nghị shop chụp mẫu và size để mọi người chốt. Chứ nay thế này cứ phải xem nay chẳng chốt được á. Ôi ơi, bây giờ mà em chụp mẫu thì em thật với anh đi. Em chụp mẫu nó còn khó hơn cả là trên này này đấy. Tại vì khi chụp mẫu mà búp lên một phát là chỉ trong vòng 5 giây thôi là điện thoại bạc cái là cũng thế thôi mà. Chụp mẫu thì cũng không khác gì. Mà để chụp được một cái mẫu thì shop phải mất tầm 10 đến 15 phút để hoàn thành một đôi giày. Nhưng mà 15 phút đây lên đó, được khoảng đó. Đây 15 phút còn lên được 20 đôi. Đấy, 15 phút đã lên được 20 đôi, có chốt có phải sướng hơn không? Câu chuyện nó không phải là đấy. Vấn đề ở đôi giày này nó có mỗi một đôi thì làm thế nào được? Tại wifi. Cái này mà có 10 đôi, 20 đôi thì ngon này, nên phát các bác chốt đi mỗi người đôi, đỡ phải. 35. Em này 42. Size 42 cho em nhá. Đôi này đi mắc êm nữa. Size 42 nguyên bản còn rất đẹp. Em này 450 mã 138. 450 mã 138 thì ship bao nhiêu vậy? Thì ship tùy ạ, gần thì 25.000. Xa thì 30, 35. Một đôi thì chắc cũng phải trên dưới 30.000 đấy. Em này 42.5.
sai cho là sai 42.5 nhá. Mã 42.5 à? Bác nào chốt con này 400k lên. 400k lên cho mã 41 à? 400k mã 41. 138 Nguyễn Khánh Dũng. Bác nào chốt dày rồi chốt tất nhá. Em có những set tất đây hàng chuẩn hãng nha Phúc này. Em ý 450. Tất chuẩn nhá. Các bác vào trong hãng mua một ba đôi này là 450. Các bác chốt đây 100.000 luôn, 100.000 ba đôi. Chuẩn em nhá. Cái cổ ngắn này có đen xám trắng. Đen xám và trắng nha em này. Đen xám và trắng. Mọi người chốt cho em này. Chốt tất thôi, cứ chốt tất ngắn và kèm màu sắc, kèm số lượng. Còn loại này là cổ bên trên mắt cá chân. Ok Nguyễn Thành Dũng. Em này là cũng ba đôi luôn. Nhá, ba đôi Nike. Ba đôi Nike có hai màu đen trắng. Có hai màu đen trắng loại. Tất này là 120.000 cho em nhá. 41 Minh Duy Tân. 120.000 một set. Mình thế nào? Ok chị Minh. Cứ đến lúc nền tất nó cứ bị mắc kiểu gì ấy. Ok Ben Hun. Em này size 38 hạt. Còn đi 400. Size 38 hạt cho em này. Size 38 hạt. Tất này lữ như vậy ạ. Em này nó hơi nem nem một tí xíu ở đây nhá, không đáng kể em chỉ cho mọi người luôn này. Chút xíu đây. Đây size 38 nhá. Size 38 chốt 308 luôn ạ. Mọi người cứ lên tất đi ạ. Nên má 10 ạ. 308 má 10 cho nhá. Mọi người chốt tất. Cảm ơn chị Quỳnh Anh ơi. Cổ ngắn hay cổ dài, số lượng bao nhiêu, loại màu là gì? Báo lên là có được nhá. Đợi em phút em đang đi ra đi uống nước cả nhà nhé. Tất cổ ngắn sáu đôi, anh Quách Tỉnh lên màu cho em đi ạ. Ok chị Min ạ. Mọi người bên bên kia và bên bên này chốt tất cho em đi. Sắp vào đông rồi đấy. Ok tiếp tục. Alo số 10. Đỗ Văn Quý em đây. Ok anh Quang Nhân. Quách Tỉnh. Anh lấy gọi đôi. À, em tưởng chị Min cơ, không phải là anh Min đâu. Ấy đi. Chốt ra anh Đỗ Văn Quý. À quên. Tất ai đây này, tất Quách Tỉnh này. Anh Quang Nhật, anh comment thêm màu giúp em với ạ. Em này 36 này. EQT size 36. Size 36 em này chốt 400 nhá. Chốt 400 lên cho em mã 96 400k. Mã 96 ạ. Chốt em vào, anh Phúc đang mặc 56 cân. Quỳnh okay. Thanh Trang. Ok con dê. Em này 39 này. Size 39 chuẩn hãng cho em nhá. Size 39 chuẩn hãng easy. Con này còn rất mới mà cầm nó rất là chắc chắn sướng. Ok chị Bùi Ngọc Phát. Em này chốt 500k má 104. Ui, chốt 500k má 104. Không ai chốt để cho em nhé. Em này size 44. Size 44 nhá này. Tiếp tục 44 đây. 44 chốt 400 má 12. 400 má 12 cho ra chốt 400 má 12. Size 44. Hai set nai trắng. Ok, hai set nai trắng. Đó, tiếp tục con này size 37. Size 37 cho ra size 37. Size 37 này. Em này chốt 350 má 146. Okay, 350k má 146 này. Mọi người cứ comment đi, em chỉ in ra mai hơn ạ. À, riêng tất thì không cần phải đọc tên nhá. Chốt áo Phúc đang mặc Tuấn Võ 75 cân. Ok, anh Tuấn Võ nhá. Em này 42.5. Chỉ được bao nhiêu đôi? Size 42.5 nhá nhá. Size 42.5. Nhạc nhá. Em này chốt 450 lên cho em mã 00450. 450 mã 00 ạ. 116 anh gửi. Hôm nay tạm thời săn thế đã Facebook Min nhá. Hôm
khác 44 lên chốt tiếp. Ôi con này 40 này. Mới rụng rời chân tay luôn. Nó mới gọi là không thể tưởng tượng nổi luôn này. Dòng này đi cực kỳ êm. Anh trên size 40 nhá, em này chốt 480. 00 Lạc An. Em này mã 93 480. Anh cho em xem cái đế kỹ như chị Quỳnh Anh nhé. Nguyễn Đại chốt cái đôi nào chưa? Yeah. Anh đều cho xem đế mà. Đấy. Vô Linh Sơn Công Tuấn. Đấy. Tại vì hôm nay like nhiều người chốt quá thành ra là phải lướt nhanh cho mọi người chốt. Không còn có những bác mà chả chốt được đôi nào khổ thân. Đó. Cái này 38 này. 35 với cả 45. Sai 38 nhá. Quả này gót phát. Vỡ alo luôn này. Em không biết loại này là kiểu gì luôn. Nước quá. Rebook size 38. Rebook size 38 nhá nhá. Em này chốt 350 lên mã 114. Mã 00 có người chốt rồi anh Đường Bùi ơi. Mã 00 á, chốt mất rồi. Anh đang nghe hỏi hàng gì ta đeo rồi. Mình chốt mã 78 trước. Đó có 12 Minh Nhật. Trả số điện thoại. Này lên nào khoác, mạch cường không, không lên nào khoác, 37 đây. 37 em này Adidas Falcon size 37. Adidas Falcon size 37 nhá. 114, bốc ai. Em này 350.000 mã 25. 350k mã 25. Mã 25. Đôi này như con báo. Đôi đó cháy đấy á. Không biết đâu, em con đấy thì đôi đấy lần đầu tiên về đấy. 40.5 chưa có đôi nào á. Em này size 37 made in Indonesia. Trắng mới. 37 made in Indonesia. Em chốt 3H9. Em này 350 mã 69. 350 mã 69. Ba cái trượt và đã kêu. Có bác chốt một tuần không được đôi nào luôn, thật sự. Năm ngoái chốt cả tuần đầu năm rồi. Chốt cả tuần không được đôi nào. Em này size 35 Skechers size 35. Size 35 Skechers ạ. Em này chốt 300k mã 03. 300k mã 03 size 35. Có tất. Có ngắn đen xám, dài đen. À có. Anh Quang Quang Nhật chốt tất chưa? Chốt chưa? Chốt rồi. Em này size 36.5 siêu nhẹ. Size 36.5 siêu nhẹ này. Siêu nhẹ em này chốt 300 lên cho em mã 113. Mã 113 cho này. Có size 45 không? 45 nay không có. Lúc nào có 45 em để đằng sau đây nhá. Bác nào vào chủ động hỏi. Con này 36 đế độn. Size 36 đế độn cho em ra. À cũng hơi độn này tầm 3 phân thôi. Size 36.5 chốt 350 mã 49. 350k mã 49 rồi nhá. Mã 49. Em này 40.5 đây. Bác nào vừa hỏi 40.5. Ryan Bình. Size 24, size 3 à đi hai chân 24 bao nhiêu em ơi? Ryan Bình như 03 Hà Giang. Chốt em 3 năm nay rồi vẫn không hỏi size à? Em này 40.5 chốt con này á. Em này mới tinh luôn này. Đế đây. Đế đây ạ. À. Em này chốt cho em con này 100k mã 135. 35. Có anh ơi nhưng mà anh phải xem livestream nhanh chung chuyện ơi. Hà Lê kìa, Facebook Hà Lê comment kìa, xem là để check cho xem này. Em này size 40. Size 40 chốt 450 mã 54. 450k mã 54 size 40. 35 chốt. Tiếp tục 40 này. Size 40 cho em này. Size 40. Em này chốt 450.000. Đình Quang Dũng. Mã 146. Mã 146. Đang chơi số 2. Size 440 á. 440 mai kia vào săn nhá. Để em mai mới gục về ít 44 ra cho mọi người chốt. Mai bắt đầu là để cho nhân viên đảo kho để xem là có những cái size gì. 113 Đào Hải. Em này 41. Em này size 41 ạ. 450.000 lên mã.
78 450 mã 78 146 Nguyễn Minh Nguyệt. Mã 78 ạ. E này sai cho là sai. E này sai 40 tiếp này. Họ. Từ từ. E này 40.5. Bác nào 40.5. E rô bông 40.45. E này sai 40.5 này. Chốt 400k mà 54. 400k mà 54 cho nha. Chốt mã 78. 78 Phạm Khái con dũng hai đôi rồi đấy. Phúc, ok anh, thank you anh nhá. S này 41 Alpha Bow sai cho là sai 41 Alpha Bow. Mã 143 chốt 400 mã 143 cho nhá. 400k mã 143. Một đôi Nike Running này, bác nào chạy mắc phê. Nike Running mắc phê sai cho là sai 41 này. 49 cha bôi. Sai 41 nha. Nike Running mắc phê. S này chốt 450 mã 01 này. Có một đôi bóng đá Asics cho anh các bác nào giờ vẫn còn bóng đá cỏ thật nhá. Bóng đá cỏ thật Asics con này bền vô đối luôn. 113 Tuyên Dung. Bóng đá Asics size 39.5 45 và 40. Bóng đá tự nhiên nhá, Asics size 39.5 ạ. Bác nào chốt em này 500.000 thôi, mã 08. Bán rẻ 500k. 55 Phạm Lương. Mã 08 500k. Báo 43.50. Ủa chứng quả em mới có. Mã 143 chốt chưa? Chưa. Tiếp dùng không? Sai 37.5. Ơi. 37.5 con này like contact sai 37.5 chốt 300 lên mã 92. 300k mã 92 cho nhá. Mã 92. Đẹp. Mã 92. Một đôi Convert này. Một em Convert size cho là size 38. Convert 38 đây. Convert 38 nhá. Đế Convert thì không phải nghĩ luôn. Cái này 308. 308 đây. Tập lụa. Nên má 102 308. Ok bạn Lưu ạ, em sửa mã cho anh ạ. Em này Nike size 36.5. Chị nào đi hôm nay cũng cao thêm được tí đây. Size 36.5 Nike đẹp. Form dáng rất đẹp luôn. E này chốt 350.000 mã 00. 350 mã 00. 00 cho nhau. 08 Minh Vương. Và tiếp tục size 38 đây. Size 38 cho nhau. Em này là Kunimakun size 38. Chốt 308 lên mã 59. 380 mã 59. Cái đôi này đôi gì luôn. Con này của hãng Eco. Không không Thảo Vạn. Eco Made in Indonesia Eco. Eco này size cho là size 37.5 38 này. 37.5 38 đi người Eco. Eco chỉ là chốt em này 200 nhá. 200k mã 00 200. Không không có người chốt rồi chị Tâm Hoàng ơi. Alpha Bow này lên cho em là size cho là size 41. Ơi. 30 35 38. Alpha Bow size 41. Size 41 chốt 408 lên mã 85. 480.000 mã 85 này. Mã 85 480k. 00 tiếp kìa. Có một mã 00 này. Đấy, 00 rồi. Bên bên kia chứ. Không không Nguyễn Hạnh. Cái này 40 Grafarm. Sai cho là sai 40 ạ. Grafarm 40 chốt 400 mã 116 400. 400k mã 116 nha này, 116. Đây 44 đây. Còn con này 43. Nóng quá. Ui. 43 mới lắm. Crack. 43. 43 mới tinh luôn Grafarm. 116 anh Linh MT. Size 43 Grafarm mới tinh luôn, em vào lấy cho anh ít giày lam thôi. À, lên mã 115 nhá, em này 450.000 mã 115. 20 48 40. Tiếp tục em này Alpha Bow size 42.5. Alpha Bow size cho là size 42.5 ạ.
SE 400k lên trên má 16, 400k má 16. Mua bao nhiêu để được giảm giá? Mua bao nhiêu đôi thì được giảm giá? Ôi giời ơi. Mua bao nhiêu đôi được giảm giá? Mua 15 tỷ. Giảm đi, muốn giảm bao nhiêu? SE size 43. Anh Lam khúc thêm một con số đi ạ. Size 43 Fila nhá. Fila chốt cho em này 100. Em vào ở trên kia nhìn kia lại đây dưới đây. Đấy. Em này lên cho em má 400 má 00 nhá. Rồi xin trả được bao nhiêu tiền đâu anh ạ? Được vài chục nghìn một đôi, 50-70 nghìn một đôi. Môn 6 men môn. Bán nó là cái sàn rồi. Em này size 40. Anh men môn chốt má 16 đúng không ạ? Alpha Bow size 40. Size 40 em này chốt 480. Anh bảo mất. 480 nên má 52. 480 má 52. Có đôi nữ 38 không anh? Có đôi nữ 38 em ơi. Đây. 450. 37. Đôi này 37. Trời ơi đôi này 37 nó đẹp tuyệt vời luôn cả nhà. 16 đường mùi. Đẹp lắm. Mã 16 là mã nào mà em chỉ có mã 115 thôi ạ. Con này như ở chơi cả tennis luôn đấy. Em chỉ có mã 115 thôi anh ơi. Size 37 nhá. Đồ bên trong đẹp này. Size 37 rất đẹp luôn. Ba mã 115 đã chốt rồi ạ. Em này chốt 450 lên cho em mã 28. 450 mã 28 nhá. Size 37. Size 42.5 không anh thôi. Vừa lên 42.5 thôi không? Đấy. 40. Em này size 42. Size cho là size 42 này. Nhưng mà con một tên em chốt rồi anh ơi. Size 42 chốt 400. 400 má 50 cho nha. 400k má 50. Anh ngao ra anh vào lại giúp em đi. Má 16 chốt rồi đúng không? Má 16 anh đường mùi ở bên bên này rồi. Ok. Em này size 43 này. Đây 43 đẹp đây. 43 này thật sự là quá đỉnh luôn. Đôi này. Đôi này 4 triệu rưỡi rồi nhá. 4 triệu rưỡi trong hàng đấy ạ. Size 43. Không không xuyên vạp đấy là. Em này 500k má 33 cho này. 500k má 33 cho nhá. Đấy đúng rồi em nhặt. Em cứ mang cái đôi đây. Đây có size 44 đây này. Chuẩn rồi. Đây 44, 44.5. Size 44, 44.5 này. Em này 400k lên cho em má 05. 400k má 05. Má 05 ạ. 33 mình nghe. Một đôi Nike running cho chị chạy bộ size 37.5 này. Để running nha. Chạy bộ 37.5 màu cũng đẹp luôn. 350 em đi 500. 350 mã 00. Mã 00 350.000. Fila đây. Fila đỉnh đây. Bác nào vừa lại hỏi Fila 38 này. Fila này mắc phê rồi. Fila đẹp size 38. Size 38 em này mã 171. Em này 350. 350.000 mã 171. Lên cả 28 nữ. Rồi. Đây em lên nữ đấy. 38 trở xuống là nữ. Size 36.5 này. Size 36.5 nữ ạ. À. Em này 300 mã 34. 300k mã 34 này. Chị nào thích đi bộ nhẹ thì chốt con này 38. Đi bộ nhẹ, con này nhẹ chưa đến 100g. Phạm Nguyên Anh. Nhẹ chưa đến 100g luôn. Em này 300 mã 00 nhá. Size 38 300 mã 00. 50 Hoàng Hải. Đôi này SB. SB size 39. SB 39 ạ. Chốt 350 lên cho em mã. 500. Mai gì mã vào đấy. 00 tuấn tiền lẻ. Lên mã 36 ạ. Lên mã 36 cho nhá. Size 39 mã 36. Em này size 38. 39 vừa lên con SB ấy ạ. 3 35 với cả 30. Em này em không biết giày chơi món gì luôn. Con này 38 nhá. Size 38 mã nào chốt em này 150 này. Nên mã 92. 150k mã 92 cho ạ. 39 đi anh có con SD 39 đấy. Chốt đi. Đây 39 đấy. 39 made in Indonesia này. 39 made in Indonesia Grafam.
Em này chốt 400k nhá. Mã 132 400. Mã 132 400. 05 Hà Phương. Đôi này 36 cho chị nào chân chân tấm chân nhỏ size 36 á. Size 36 chốt em này 200 nhá. 200 mã 00. Có như là xe 4 xe 4 2 5 0 mã 00 ạ. Thỉnh thoảng vẫn có mà. Em này 40.5. Size 40.5 này. Đẹp lắm đây này. Em này mã 80 chốt 400 mã 80 nhá. Size 40.5 ạ. Về đi em, về với quê anh. Con này SB39. Ok. Em này size cho là size 37. Size 37 cho nha. Và chốt 300 mã 63 size 37. Size 37 chốt 300. 8 mã đi bao dấu. Em này 36.5 này. Đi đôi này sướng cực kỳ luôn ạ. 36.5 thì rất là sướng luôn nhá. Cái này chốt 350.000 mã 124. 350.000 mã 124 ạ. Cái này 41 made in Indonesia. 63 Trần Trà My. Size 41 made in Indonesia này. Cái này lên mã 128 450. 450.000 mã 128. Em này 40.5, bác nào vừa em cũng khuyên thật chốt nên chốt con 40.5 này. Nó rất là đẹp cho em nhá. 124 Quang Nhật. Size 40.5 cực kỳ mới. Em này 150 mã 23. Mã 23. Size 42 made in Indonesia này. Con này 42.5 Grafam. 42.5 gram farm ạ. Mã 03 450. 40 30. Đấu. Một hai tư chốt chưa? 40 30. 35 và 15. S này 41. 41 mắt êm. Form dáng thì đẹp. Mới luôn. Size 41 DE. Em này 450 mã 125 ạ. 450 mã 125. Ra vứt cho anh ít giày nữ nữa em ơi. 23 Trần Hưng. Sơ kích chơi 37. Sơ kích chơi size 37. Em này mà chị nào mà hay mặc kiểu quần sóc hoặc là kể cả mặc quần bo gấu đẹp lắm. Anh Trần Hưng lên số điện thoại đi ạ. Em này 300k mã 150 nhá. 300k mã 150. Đây nói to khả đến cổ. Em này Reebok 41. Reebok. Trời ơi con giày. Giờ mới thấy chị Hồng Thắm ạ. 41 đẹp. Chốt 450.000 mã 42. Con này mắc đẹp luôn này. 450 mã 42. Một đôi Ultra Boost này. 132 công minh. Ultra Boost mới tinh nhá. Cái này phiên bản Ultra Boost là cổ bo nhá. Cổ bo rất là chắc chân luôn. Đây này. Kiểu thiết kế đây. Ultra Boost khẳng định luôn các chị nào mà chốt được này chạy mới cứ đi bộ thì thôi. Hết được chấm luôn. 36. Ừ. Cái này 36 36.5 được. 45. Sai 36 ăn 6.5 được nha. Rồi ok em. Em này mã 121 ạ. Mã 121 em này chốt 400. 400 thôi. 400 nhá. Mã 121 chốt 400. Con này. Ok đi rồi. Đi bút 40. À 45 quên. 45. Đi bút 45. Sai 37.5 đế băng. Rebook size 37.5 đế băng. Em này chốt 300k. 300k mã 27 ạ. 300k mã 27. Mã 27 300. 121 Tiên Nguyễn. Và tiếp theo ạ. 41 chốt rồi ạ. Em này Puma size cho là size Puma 37.
Puma size 37 chốt 300. Mã 69. Mã 69 chốt 300 Puma. Đôi nào size 41 không chốt. Em vừa lên xong. Con này 39 đây. Quá đẹp. Size 39 mắc đẹp luôn. Đế cũng đẹp luôn này. À lót cũng đẹp luôn. Size 39 chốt 450.000. Mã 98 450. Mã 98 450. Một em Asics đế gheo. Cũng size 39 luôn. Đẹp nhỉ. 98 Thanh Bồi. Size 39 đẹp tuyệt vời. Em này chốt 450 lên mã 00 ạ. Ôi đế này. Mã 00. 40 45. Fila đây. Fila 37. Em này 37.5 Fila cho nhá. 37.5 Fila. Em này 350 mã 10. Hai bảy Hải Vũ. Lấy cho anh mấy đôi giày nam như đây mà. Em này 42.5. Size 42.5. Xe bộ 10 đi anh ơi. Size 42.5 ạ. Em này chốt 450.000 mã. Mã 88 45. Tiếp tục chạy bộ 38 cho nữ này. Size 38 cho nữ. E này chốt 350 mã 115. 350 mã 115. E này đáp 43. Có SB 40 110 không? SB 40 111 em không có. Có anh có được thằng. E này size 43. Có đấy ạ. Màu đen cửa 36 nhưng được tại bộ. Có chứ. E này size 43 nên mã 81 nhá. Mã 81 chốt 400. 115 Nam Duy 69 Huyền Trang. Mới quá, đôi này mới 40. Chu Thị Hằng mã 115 chốt rồi ạ. Em này size 40, bác nào vừa chốt đi nhá. Dòng đế này rất êm, Grafam. Grafam, dòng đế Grafam mới đây. Size 40 chốt 450 lên mã 56. 450 mã 56 nhá. Mã 56. Size 38.5 này. Size 38.5. Đẹp lắm rồi này, đẹp. 30 Minh Tuấn. 115 chốt chưa? 115 chốt rồi, chốt bên này mà. Size 38.5 ạ. Mới tinh. Cái này chốt con này 400k mã 78 này, 400. 400k mã 78. Đây size 45 đây. Bác nào cần 45 này này. Con này size cho là size 45. 45 ạ, chốt 450 lên mã 97. Size 45 450 mã 97 em nhá. Tiếp tục 44. Size 44 ạ. Size 44. Em này chốt 400k mã 14 cho này. Mã 14 cho nhá. Like kỳ. Like kỳ 37.5. Đẹp, đôi này mới chắc rồi. 37.5 xem ạ. 88 Cao Hải. Cái này lên mã 02, 350 mã 02. Một đôi em mắc size cho là size 38 tiếp này. 56 Duy Vũ. Em mắc size 38 ạ. Cái này cũng 350 mã 133. 350k mã 133 xem nhá. Một đôi full đen. Full đen 42.5. Full đen 42.5 cho này. Cái này chốt cho em 400k. Mã 43. 97 Duy Minh. Một đôi LI. Anh ơi có đôi 36 không ạ? 36 vẫn có, thỉnh thoảng vẫn có ấy. Em ra kiếm cho đôi 36 thôi này.
Thằng sách đốt mấy đôi, thêm mấy đôi đây. Con này MNB size 38. Yankee MNB size 38 đây. SA 350.000 lên mã 81-350. Cái sách vào đây em ơi. Cả nhà chấm bài lên cho Duy Phúc nha. Để em thấy mọi người thấy có vẻ bị đơ đơ sao ấy. Không thấy comment. 78 Văn Giang. Anh ơi có 44 không ạ? 81 Tiến Hưng. Có 44 em, anh vừa lên 44 đấy. Em này 37. Sai cho là sai 377 nhá. Sai 37. 14 công vô. Đưa 44 đây. Em này lên má 121 350.000 má 121 này. Ôi, mày chốt rồi, mày chốt rồi. Chốt mất rồi á. 14 Hoàng Trương Ngô. Đáp trả. Không. 81 của người chốt rồi chị Thu ơi. Đọc. 35 với cả 45. Một em Fila thật sự là em thấy là nó cũng khá là lạ luôn. Chốt rồi chị Thiên Đi Nguyễn ạ. Fila lạ và đẹp. Em này vừa lạ vừa đẹp luôn. Em này size 38 này. Size 38 lên mã 80 cho nhá. 380 mã 80. Đôi lưu 39 400 còn không xếp phúc. 121 Nguyễn Thị Tiệp. Tầm giờ thì chịu, không biết là ở đâu rồi. Em này 38 này. Size 38 tennis, bác nào hỏi lúc đầu tennis cho em này. Size 38 tennis. Tennis chốt 308 lên mã 78 luôn. 308 má 78. Không ai hương lê. Em này 40. Bác nào vừa chân 40 Thu. Mà thật sự đang đi săn giày 40 thì đừng có bỏ qua con này nhá. Em cũng khẳng định là chốt con giày này về đi sướng. 35 với 38. Con giày này đi rất sướng ạ. Đế này. Cái dòng đế này nó tròn mép này. Bác di chuyển nó không bị kiểu như là cứng chân nhá. Đấy. Em này chốt 400 size 40 mã 92. Mã 92 các bạn. À tiếp tục con này size 41 Puma. Size cho là size 41 Puma. 80 chốt chưa? Nguyễn Thu đúng. Em này size 41 Puma lên trên mã 97 chốt 400. Mã 97 400k đế đấy ạ. 92 Đỗ Long Giang. Tiếp theo size 41.5. Size cho là size 41.5 nhá. Em này 400k má 03, 400 má 03. Nữ em vẫn đang lên đây. Nữ đây này. 97 Tu Dương. Nữ 38 này. Em nữ đây. Nay em size 38 nữ nhá. Size 38 nữ chốt em này 300 má 63. 133 Hoàng Lê. 300k má 63. Chị nào thích đi phụ ngắn em còn ạ. À. Chị nào thích đi mềm chân. Nghe thằng Si Thanh Thanh ơi. À, em ơi, em vào lấy cho anh một bộ tất gồm đủ các loại ra đây để anh review lại cho các bác cả. Ơi. Bao nhiêu 400? À đâu? Đều thì đặt 400. Em này size 39 này. Dòng Flex ấy mọi người, dòng Flex là cái dòng đế đấy. Nó thiên về cái đế mềm các bác nhá. Nếu bác nào đi mà giống như kiểu mình chỉ có đi bộ á, đi bộ vào buổi chiều, thích kiểu dạng mềm chân. Đây này. Con này nó mềm lắm, nó mềm xuống chân luôn. Tức là khi mọi người đi vào cái đôi giày nó cảm giác mọi người thể uốn cong chân thoải mái chứ nó không giống như con giày cứng nhá. Cái này size 39 á. Chốt con này cho em là 400.000 mã 92. Đến giờ cùng hào rồi bác ạ. Mọi người thích nhớ hào ghê nhỉ. Em này 42 Jordan. Con này hàng 11 các bác nhá. Nhưng mà khẳng định luôn, chốt đôi này về đi vài năm, đi 575 vô tư. Và vẫn đẹp nhá. 11 chuẩn em này. Em này bác nào chốt size cho là size 42 lẫn vào này. 03 Linh Phạm. Chốt đôi này 380.000 mã 56. 11 chuẩn nhá, 380.000 mã 56. Không có màu xám à.
ở đây rồi. Đây em lên lại cho bác tất nhá. Những mã nào đã chốt tất rồi thì thôi ạ. Chốt lúc sáng và tối nay gộp đơn cho chị. À, ok. Jenny Nguyễn, chị Jenny Nguyễn cảm ơn chị nhá. Ba màu xám, xám trắng và đen. Adidas cho em nhá. Cái này có 100.000 ba set ba đôi thôi. Một set ba đôi 100.000. Cái này các chị chốt màu gì bảo em, số lượng bao nhiêu bảo nhá. Em Phúc khẳng định luôn, nếu mà các chị về mà mọi người về mà chốt tất đây này, về không sướng em tặng thẳng luôn, cho luôn. Thật sự mọi người chốt rất là nhiều cái này rồi. Bác nào chốt rồi thì đừng có chốt nữa nhá. Mai đỡ lấy nó bị trùng. Cái này tất bao nhiêu? 40 với cả 38. Cái này thì cổ trên mắt cá chân cho các bác đi đi mấy cái giày thể thao này. Đấy, giày thể thao. Thì cái loại này là Nike có hai màu đen trắng. Bác nào chốt thì bảo em nhá. Tiếp tục Nike. Nike size cho là size 40. Em này cũng bền này, chạy sướng. Size 40 cho em nhá, chạy rất sướng và bền. Em này chốt 400 má 135 ạ. Chốt 400 cả. Con này chốt rồi sao? Con này chốt rồi này. Em ơi. Thì chốt rồi. Không có đâu nào. Vừa em có một đôi. Má 135 cho em nhá. Ok, Diên Nguyễn. Cái này size 44, nai tên lửa size 44 full đen. Okay. Nai tên lửa size 44 full đen này. Full đen thấy không nhỉ? Size 44. Cái này chốt 450 mã 150. Running. Mã 150. Mã 150 ạ. Một set tất ngắn. Tất đen Adidas. Đôi Easy 700 này. Easy 700 size 42.5, made in Ấn Độ. Easy 700 chốt 700. Chốt 700 lên mã 115. 700k mã 115. 150 Phạm Văn Lam. Đôi này Reebok size 38.5. Reebok size 38.5 nhá. Ok anh Hoàng Giang nhá. Mai có gì anh inbox chăm sóc khách hàng cho em nhá. À, gọi điện chăm sóc khách hàng. Em này mã 00 size 38.5 Reebok mã 00. Chốt đôi này 300 mã 00 ạ. Size 39 đen đó ai chốt được chưa? Em không nhớ luôn. Giờ không thấy đâu. Em này 41. Size 41 này. Size 41 chốt 400 lên mã 05. 400 mã 05 ạ. Ok các kitchen. Mai cả nhà nếu mà ai cần chốt tất thì cứ báo nhân viên và lấy cho anh một set nọ, một set kia là các bạn lấy cho đấy. Nhá. Coi 150. Cái này trên nửa 150. Không làm Đức Phan. Còn đôi này nữa này. Vừa nãy có một đôi. Đây này size 38.5. Size 38.5 đẹp. 38.5 nhá. Đôi này chốt 480 lên mã 128 ạ. 480.000 mã 128. Một đôi một đôi Fure Boot, con này đi như Ultra Boot luôn, sướng chân 39 này. Cái này dòng chân size 39. Anh Đại Người Thọ được con trẻ bùng. Size 39 nhá, đế bốt này. Bác là chốt em này hà 300. Size 39 300 má 115. 300k má 115. Đây con giày này. Con này 40. Cái này size 41. Nike Running size cho là size 41 Running cho nhá. Cái này chốt 400 lên mã 69 này chạy đây. Con này chuyên chạy mã 69. Mã 69 chuyên chạy nha này. Tiếp tục Grafam. Con 41 giày hãng gì vậy? 41 nào nhỉ? Chào chị Quỳnh Anh Nguyễn. 41 Running vừa nãy là Nike nhá. Nike Running Adidas Grafam. Grafam cho này. Cái này 400k mã 42. 400 mã 42. Cổ cao.
Đôi lại củ cao 36. Không 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 bồi. Củ cao 36 đẹp. Em này chốt ra. Củ cao này chốt 250.000 mã 27. 250.000 mã 27 cho nhá. 428 Tuấn Anh Lê, 69 David Tuấn Anh. Em này 42.5 made in Indonesia. 42 Hoàng Quốc Công. Xem lại mã 135 anh ơi. 135 chốt rồi ạ. Em này size cho là size 42.5. Chốt 400 lên mã 146, 400 mã 146. Puma đế bằng này. Đó. Puma đế bằng size 38. 48. 40, 40. Puma đế bằng size 38 ấy, em này chốt đế bằng 200 nhá. 200 lên mã 116, 200. 41 sáng màu mà. Nhưng mà 41 thì chắc em chốt rồi chị ơi. Em này 39 reset. Chị không được mã đấy ạ. Reset size 39. Reset 39 chốt 400 lên mã 28. Reset. Đôi Fila đẹp nữa đây. Fila 38.5. Con này 37.5 đi vừa. Còn 38 thôi. 38 đẹp. Fila 38, 38.5. Vô 5 đòn hải. 350 mã 69. Rõ đàn 40 không có. 28 anh Trần. Em này size 37.5. Size 37.5 nha nha. Hôm nay có người chốt rồi anh 50 em ơi. Em này má 54, 350 má 54. 350 má 54. Cho em xem lại mã 42. Mã 27. Em này size 42. Size cho là size 42. Chốt 400 má 146 đó. 400 má 146. Alpha Bow 40.5, bác nào chân 40, 40.5. Con này Aero Bow đẹp lắm, đồ này đẹp nhá. Aero Bow size 40, 40.5. Con này 40, đúng rồi 25. Cái này 400 mã 113. Này trả xích 113, 400. Tiếp theo em này size cho là size 37.5 cho em nhá. Em này chốt 200k. Con này mã 54. 200k mã 98, 200. 200k mã 98. Con 54 này. Ủa, sao duyên vàng anh Trần ơi em, mã 28 em rút vào đống rồi ạ. 54 này mà mình thích thì chốt luôn. À đế nguyên. Nó mới nhá. Mới lắm, độ mới cao. Mua 3 Trần Khánh. Nó nguyên luôn ạ. Chị Liên chốt mã 54 comment lại giúp em ạ. Thì cần ok rồi. Có ai chốt mã 40 chưa? Mã 40 đây ạ. Có người chốt rồi anh ạ. Có người chốt rồi lặng lẽ rồi. Mã 28 hết, mã 28 chưa? Em này đế bằng 38.5. Đế bằng Nike size 38.5 ạ. Em này chốt 250 lên mã 33. 250k mã 33. 54 Liên Nguyễn. Một đôi hàng hiệu Michael Kors này. Ok. Và Michael Kors. Michael Kors, Michael Kors. Michael Kors này size 35.5. 40, à đâu. Ờ. À 45. 35. Em này của hãng Michael Kors nhá. Hãng này gọi là cũng hãng khá là đắt tiền đấy ạ. 354 có người chốt rồi, Trần Linh ơi. Em này size 35.5 cho chị nào chân nhỏ, 35.5, 36 đi vừa. Em này chốt 300 mã 23 này, 300. 27C nữ có không, 27C nữ hôm nay hết rồi. Bán hết mất rồi. Con này chạy bộ size 42. Chạy bộ size 42 Nike Pegasus. Size 42, bác nào chốt em này 400. 400k mã 10. 400k mã 10. 54 size bao nhiêu á? Chút rồi. Ba Minh Thảo. Em này size 39 này.
size 39, Nike reset size 39 ạ. Size 39 lên mã 50. Em này 400 mã 50 size 39. Đề kết 38 không em? Có không nhỉ? Hình như không có. Không có chưa em. Em có con 39 thì có đó. Em này 41. Size 41 con này mới tinh nhá. Size 41. Em này chốt 380 lên mã 0 à lên mã 96 380. 380k mã 96. 36.5 này chạy bộ 36.5. Chạy bộ size 36.5 ạ. Mã 54 300k. 146 vững nữa. Em này một đôi Nike SB 41 Trần Lê. Ở Nike SB 36.5. Cầm vào con giày được chắc chắn lắm mà cả nhà. Chuẩn hàng chuẩn hãng cầm sư. Size 36.5 SB chốt 350.000 mã 138. Em này 40.5 này. Mã 41 là con nào chị Trần Linh ơi? Mang nào đi chân size 40 40.5. Màu 98 hoàng tuấn. Hơi sám sám đẹp. Hay là size 41 anh chị Trần Linh. Em này 400 nhá, em này 400 đế nguyên. 400k mã 102. Size 40 40.5, mã 102. Convert. Đó này về ít Convert 37. Convert size 37. Người cởi không được. Chị sao chốt rồi ạ? Còn vớt 37. 50 luôn lê. Em này 350 mã 132 size 37. Em này size 40.5. Pro kia size 40.5. Em này chốt 480 lên mã 01. 480 mã 01. 01 cho em nhé. Em này size cho là size 42. Size 42 Craft Farm. Full đen 42 Craft Farm cho này. Em này chốt 400 mã 81 ạ. 400k mã 81. Gì thế em? Phương Trần, gì thế em là sao? Có con này cho mấy bạn cấp 2, cấp 3 đẹp này. Size 38. Chị là chốt về cho các bé được. Size 38 mấy bạn trai rất là thích mấy cái đôi này đẹp. Và form chân rất đẹp. Size 38 chốt 300k mã 138. 38. Con đi đây, con đi 38. Em gọi form là đẩy lên chân này em này. Em có đôi màu đỏ. Màu đỏ size 38. Em có đôi màu đỏ size 38 Puma Chinomix. Puma Chinomix này. Em này chốt cho này 300 ạ. À. Chốt 300. Chốt 300 mã 00. 300 mã 00. 50 mới có. Em này size 39 này. Nike 39 ạ. À. Nike 39 em này cực kỳ bền nhá. Nếu mà bác nào hoặc anh em nào thích một con giày mà đi nó bền gọi là không không xuân nguyên. Bền gọi là xuyên xuyên thời gian. Chốt đây này. Size 39. Đó, size 39 chốt 400 mã 95. Màu đỏ. Size 37. Em này Nike Running, màu này đẹp cho các chị đi tập này. Em này đi phòng tập cũng được. Màu rất là đẹp luôn. Em này 38.5. Size 38.5 lên cái mã 09 nhá. Lên mã 09 350. 30, 25. Tiếp tục size 39 đây, size 39 full đen. Size 39 full đen. Đỏ chốt mất rồi ạ. Chỉ ở Facebook cúc cúc cho đỏ chốt mất rồi. Size 39 full đen này. Em này chốt 380 lên mã 59 đây. 380 mã 59.
em không biết đôi giày này nó là chơi cái món gì, rất là lạ luôn. 81 công minh. Con này thì live free đây nhưng mà cổ cao, có khóa đây. Con này chắc mấy bạn tin tin rất là thích luôn. Em này thì size cho em là size 36. Chuẩn size 36 luôn. Có khóa rất là đẹp luôn. Cổ cao này mấy bạn tin tin thích. Mấy bạn mà kiểu mặc những cái bộ đồ đen mà dài dài người này. Có khi tay thì tay dài. Này là phong cách riêng. Em này size 36 chốt cho em này 200 nhá. Chốt 200 mã 88. 95 quang đây. 200 mã 88. Em này size 37. Size 37 cho em nhá. Em này đế, đế nó có một chút nhúm nhúm này. Không, cái này thì đi thực ra là cái dòng này thì mọi người đi một thời gian thì vài hôm thôi là cái đế bốt này nó không vậy. Không chín cả là mọi người mua mới nhá. Màu đỏ. Em này size cho là size 37 ạ. Bác nào chốt em này 180.000 mã 72 con cuối 180.000. Em chỉ có mã 88 thôi. Mã 72. Màu ạ. Lên Mai Hồ. Em này đi siêu nhẹ này. Size 38.5 siêu nhẹ. 38.5 siêu nhẹ này. Size 38.5 siêu nhẹ. Em này chốt 250 lên cho em mã 00 ạ. 250 mã 00. 250. Với xanh mấy đôi này em ơi. Ông cho có lưu trao bốt kìa. Đấy mấy cái đôi trên đấy để cho cái đồng nữa. Không. Cái đấy bỏ ra. Mấy đôi trên để cho nó ngót thì thôi. Đấy. Toàn đôi đẹp đấy. Đấy đấy. Chút rồi ạ. Đấy, toàn dây đẹp này mà. Ultra bốt đây này. Bác nào chốt con Ultra bốt này đi này. Ultra bốt size 42.5 chuẩn hãng này. Thật sự đôi này nó đỉnh của đỉnh luôn ạ. Ultra bốt size 42.5. Em này chốt 550 này. 550 lên cho em mã 08 nhá. Ultra bốt. Bác nào nhận được con Ultra bốt này về thì thật sự là nó quá là ngất ngây luôn. Đế này. Đế như chưa đi bao giờ luôn. Size 42.5 Ultra bốt. Chuẩn hãng. Mã 08. Tiếp tục đôi tên nửa đây. Đôi tên nửa size 41 Nine Running. Để kia. Tên nửa size 41 Running. 08 có phải con này không? Mà mấy người chốt rồi. Hả? 08 là cái con vừa xuống Ultra Boost sao mà. Đấy. Ultra Boost có mỗi con đấy thôi anh. Đấy, à, Đại Bùi Thọ. Xem bên vết này là 88 này. 08 cho Hải Như. Chị Lê Mai Hồ phải chốt con này thì ok cho em phát nha. Ok em phúc phát này. Chị Lê Mai Hồ nhá. Nên để cao size 40 anh ơi. Size 45 mã 97 ai chốt chưa sốt? Con 45 chốt chưa? Có một con size 45 đấy. Con to ấy. Không phải con tìm xem. Không size 45 chưa chốt đâu. Bây giờ ai đi? 550. Em này size 41. Từ từ đã bảo ơi để xem có thấy đôi đấy không, đưa chốt cho anh chốt cho anh gì nhỉ, chốt cho anh Văn Hải đúng không. Em này size 41 chốt 550 này. 550 lên trên mã 00 550 này. Chốt hụt 08 á. Ui dồi con 08 nó thật sự nó quá là ok luôn. Em này 27C size 41. 27C size 41. Không không Hải Như. Ok thế thì không còn đâu. Cái này cũng 500k mã 00 500k. Tại mã 00 à. Kia 00 rồi thôi em lên cái mã khác nhá. Con này mã cho là mã 124. Mai Mạnh xem bảo làm lại cái bộ mã đi nhá.
Em này size cho là size 42. Size cho là size 42 nhá. Size 42 chốt 450 này. Bác nào vừa 42. Quất 42 con này cho David Tuấn Anh. Anh Phúc khẳng định thật sự. Đi đây. Size 42 quất luôn con này cho nhá, 450. Mã 78. Chốt mất rồi, cũng không chốt mất rồi. Đây. 55 với cả 50. Em này size 41, made in Indonesia size 41. Em này 8, Thanh Tuân. Em này 400 mã 125 ạ. 400k mã 125. Đấy. Đấy. 50. Em này size 37. Size 37 Puma nhá. Em này chốt chỉ là chốt 200. Đấy, mã 00. 200 mã 28 này. Giờ còn kỳ nhìn như nữa là chóng vào mặt. Rồi không lên thế, không lên được nhiều. Anh làm khúc cho không lên được nhiều. Em này 38.5. Size 38.5 Adidas Falcon 38.5. Em này chốt 350 mã 12. 350 mã 12. Thôi nhỉ. Em Phúc nghỉ nhỉ. Không sao, không có chốt rồi, anh Dương Bùi, anh Đường Bùi ơi. Đấy. 40. Còn cái áo khoác nào không lên cho các bác cái nhỉ. Áo gió á. Áo gió có nhiều không? Còn hôm nay mới về. Ờ mới về à? Thế thì bỏ ra đây lên cho các bác. Em lên cho một một hai màu áo gió cho mọi người chốt nhá. Áo gió gọi là đỉnh của đỉnh luôn đấy. Tất cả các bác đã nhận hàng của em Phúc rồi, thật sự in tin tít. In tin tít, có bác không chịu được phải comment lên là áo quần áo quá chất, quá đẹp luôn. Đó. Có đôi bốt nam nào 140 để cho em nhé, không có. Bốt không có. Chờ mãi chả được đôi đáp đế bằng nào. Thôi hôm sau săn đi. Mình xác định là các bác phải xác định là đi săn hàng si đấy, thì mình xác định là sẽ cũng khá mất thời gian đấy. Bộ đỉ lai nào không về không? À, mấy con 41 chốt hết chưa? Đây, cái con này thì con gió đát này, nó là con gió đát quốc dân rồi các bác ạ. Đây là con gió đát quốc dân rồi. À gì nhỉ em ơi, cầm cái máy này, một người cầm máy đây, anh đẩy cái máy này cao lên cho các bác nhìn. Đẩy cao lên cho các bác nhìn. Đây, đây rồi. Còn cái kia cầm đi. Bây giờ nhá, đây anh bảo này, đây quay anh là được rồi nhá. Đây em gió này nó thật sự các bác nào gọi là gió, từ từ em bỏ cái áo này ra mặc cho nó chuẩn này. Áo này nó hơi dài so với em. Đây cho bác nào vừa đã chốt này. Em này gọi là siêu phẩm luôn đấy. Tắt đây. Con này là made in Pakistan. Made in Pakistan là trong lót lưới ở nhà nhá. Trong lót lưới, dòng ba sọc. Chất từ cái khóa luôn. Xịn từ cái khóa luôn đấy ạ. Cực kỳ xịn luôn nhá. Đây này. Đây nó là dòng rút. À cái này là tháo được mũ nhá các bác nhá. Đấy hôm nay là có cái mẫu này tháo mũ được, cho nên là nếu như bác nào mà kiểu lớn tuổi một chút và không thích mũ thì vẫn có thể chốt được nhá. Đấy còn thường thì mũ thì trẻ trung. Đây em đát này nó là dòng gọi là huyền thoại rồi, ba sọc logo ở đây, ba sọc tay, nó là cái dòng huyền thoại rồi,
Con này thì tất cả những các bác nào mà đã thích thì chốt về sàng xác định luôn là không bao giờ gọi là thất vọng. Đấy. Em này nhá, em này là 500 nghìn à? Đúng không? Dạ. Em đắt này là 500 nghìn nhá. 500 nghìn một áo. Con này là 500 nghìn nhá. Các bác chốt cho em này, chốt 500 kèm theo cân nặng cho em Phúc nhá. Chốt 500 kèm theo cân nặng, em Phúc sẽ không đọc tên. Các bác chốt sẽ có áo nhá. Kèm theo cân nặng từ 55 đến 80 không? Cho các bác từ 55 đến 85 cân. Các bác nhá. Em này là 500k cũng chỉ bằng một đôi giày gọi là tương đối một chút mà có một con áo đắt. Gọi là huyền thoại rồi. Đó. Chất nhá. Riêng em áo này các bác nhận về không ưng bách lại cho em Phúc. Ok chưa? Bách lại em Phúc luôn nhá. Em này là lên mã 500 kèm theo cân nặng. Áo 62kg vừa không anh vừa có size nhá, mọi người kèm size cho em ạ. Ok, Tuấn Võ nhá, chốt áo gió 80 cân. Ok anh, mọi người cứ chốt đi ạ, mọi người chốt đi thì không cần phải đọc tên đâu nhá. Thì mai nhân viên họ sẽ gửi cho mình. Ok dạ. Đấy. Còn áo lỉ. Áo lỉ, mọi người cứ chốt mã kèm size. Rồi ok, 500k cân nặng. Đấy mọi người cứ comment cân nặng lên cho em. Chị Khánh Hà 58kg. Ok. 500k 68 cân. Nguyễn Công Hùng. Cả nhà chốt đi ạ. Lấy gì? Có đấy, như có rồi đấy. Vậy để đâu? Chốt áo gió 80kg. Ok anh Tuấn Võ, Nguyễn Công Hùng 568kg. Còn bác nào chốt lốt cho em nhá. Để em Phúc nghỉ đây. Áo ba lỗ đấy. Áo ba lỗ em Phúc mặc luôn. Thế thì vậy phải vào lấy cái ấy. Áo ba lỗ combo luôn. Các bác chơi combo nhá. Em có màu trắng này. Áo ba lỗ này thực ra là em hay bán mùa hè, chứ còn mùa đông này thì ba lỗ này thực ra mặc ở nhà được thôi, các bác mặc đi ngủ. Áo chuẩn hãng nha Phúc. Áo này là 150 một cái, bình thường em bán lẻ là 150. Em chưa bao giờ, mới đây mới áp dụng là cho các bác chốt. Đang làm cái này thì mọi người phải mặc 2-3 cái thay đổi, thì cứ chốt cho em combo là 3 cái, không phải một màu đâu ạ. Cho em xem bộ lỉ với. Ok, chờ em tí nhá, chờ tí em xem cho xem. Em này các bác chốt cho em là một có 3 màu. Áo gió em không có màu khác đâu. À, áo gió có màu khác không nhỉ? Có. Màu khác thì bỏ ra đây. À đây, thì tìm em liền hình luôn. Đây chứ. Có màu màu gì nhỉ? Màu xanh than này. Đây. Con này thì mặc rộng so với em rồi. Màu xanh than và màu đen. Đen này. Xanh than này. Và trắng nhá, các bác là 150 một cái. Nhưng mà các bác chốt combo này, chốt combo ba lỗ là 350.000. 350.000 ba cái. 350k ba cái nhá. Mọi người chốt ba lỗ kèm size. Đấy. Chốt ba lỗ kèm size cho nhá. Chốt ba lỗ kèm size, chốt combo ba lỗ kèm size cho em ạ. Bộ thể thao nam chui đầu có không xô ơi. Đây ok. Ở các bác bên này còn nhiều không? 22 thôi, được rồi. Đây, em sẽ lên cho mọi người nhá. Bộ thể thao chui đầu nó có gồm các bộ sau này. Em phải dùng công nghệ. Đây, à đây, còn con áo gió em lên trước cho mọi người một con áo gió nữa nhá. Em áo gió này thì là của Nike 450. Mọi người nhìn thấy không ạ? Cả nhà comment, nếu mà nhìn thấy comment lên cho em Phúc nhá. Đây là cái áo gió Nike 450. Các bác chốt thì chốt cho em là áo gió Nike 450 kèm theo cân nặng. Được chưa ạ? Đấy. Em phải tải ảnh vào đây, dạo này chơi công nghệ một tí để cho các bác thuận tiện cho khách hàng cũng. Tại vì em cầu kỳ em phải đi chụp để cho mọi người xem cái dáng áo nhá. Đấy. Bộ thể thao nam chui đầu. Không, hôm trước chưa tồi.
đấy là áo gió nhá, bác nào chốt áo gió 450 được chưa. Còn bộ thể thao thì nó có bộ đây, bộ nếu mà chui thì có NI đây này, đây bộ chui có NI này, đây bộ nỉ này, bộ nỉ, nỉ chui NI, bộ này thì là 680 đi vào. Bộ này 680, bộ này 680 một bộ, mọi người có thể chốt theo bộ nhá, chốt theo tên gọi luôn, NI kèm cân nặng được chưa. Còn bộ chui đây là có bộ này, bộ này là 950.000. Rồi bên ý, bên ý thôi, chào các bác bên này nhá, em chắc em phải tắt rồi, hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhá. Ngày mai Phúc lại lên tiếp đấy, ngày mai Phúc lại lên tiếp cho mọi người. Thì các bác chưa follow page, hãy follow và like page giúp em nhá. Thì em Phúc sẽ, hoặc là những bác nào chưa chốt hàng bao giờ thì hãy theo dõi em Phúc bán hàng như nào, mọi người vào rồi mọi người bao giờ cảm thấy yên tâm chốt nhá. Tôi cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhá, bye bye. Ok, số bơi đơn của mình thêm một combo tất đen tất ngắn nhẹ, mai báo nhân viên sale giúp em nhá. Đấy, cái bộ này là bộ da cá 950, các bác nào chốt là bộ da cá 950 hoặc chụp hình lại nhá, em lên hình như này, bác nào thích bộ nào chụp hình lại cho em nhá. Đây còn bộ này nữa, các bác nhớ là chụp hình lại nhá, các bác chụp hình lại cho em Phúc ạ, thích bộ nào chụp hình lại. Bộ thun đát của hãng gì vậy? Bộ thun thun đát thì của hãng đát rồi, còn bộ thun đát gì anh à? Đây còn bộ này nữa đấy, bộ bộ trắng có màu khác không, nỉ không có màu khác hả em, chị thích màu gì chị Hương Chu à, hả anh Facebook Hương Chu thích màu gì. Thực ra là anh không muốn làm cái màu, thực ra màu đây này, lì nó có màu xanh này đấy, tại vì phổ thông nhất thì mọi người hay dùng màu xám màu đen dễ, mình bán nó phổ thông, còn nỉ mà lên màu nhiều, ví dụ như cái màu đặc biệt thì nó hơi khó, cho nên là mình không có nhập đấy. Chuẩn là Facebook Nguyễn Bình Nguyên nhá. Đấy có bộ xanh này này, bộ xanh thì 680 ạ. Nói chung là lên này thì mọi người cũng sẽ hình dung dễ. Đấy em có mấy bộ đấy thôi. Em in từ dưới nhá, xem cái cuối cùng em in là cái gì. Thun đát Indo hả anh? Từ nãy giờ lên con thun đát nào đâu nhỉ? Em nói lên con thun đát nào đâu? Em chưa lên cái áo thun đát nào cả. 450 gió 85 cân. Em lên rồi đấy, mọi người cứ chốt theo ấy đi. Mọi người chốt theo cái màu sắc đây, hoặc là chụp ảnh lại cho em Phúc nhá. Đây còn bộ này nữa này. Bộ này thì nhìn nó mang tính chất là nhìn nó chỉnh chạc hơn chút à, phù hợp với các bác tầm tuổi em trở lên, 40 trở lên. Tầm tuổi 40 trở lên chốt những bộ này mặc ở nhà cũng được. Đấy, bộ này cũng 680. Cho em xem bộ trưa nay chị phát ý. Ôi giời, anh không tìm được đâu. Nếu mà chị ở trưa nay chị phát thì lại vào livestream của chị xem rồi chụp ảnh lại nhá. Thì lại chụp ảnh lại, báo nhân viên lấy cho nhá. Từ từ em để đấy cho bạn kia, bạn ra bạn ý in cho không lại nhầm. Đây này, bộ này cũng đẹp này. Bộ này dành cho các bác mà hay thích mặc quần quần suông. Đấy. Cái đấy em cũng không quan tâm lắm đâu anh Đại Bùi Thọ nhá. Indo hay Việt Nam hay là Trung Quốc hay là Cambodia thì nó không có khác gì nhau. Nó sản xuất ở đâu nó không có liên quan gì cả. Thậm chí sản xuất ở Mỹ, ở Pháp hay là ở đâu trong nữa thì nó cũng chỉ là Adidas thôi. Đấy. Cái đấy thì em, tại vì em bán hàng nó quen như vậy rồi,
từ bao nhiêu năm nay rồi cho nên là em nhập hàng về ấy. Hả? 450 á? 450 là con Nike. Con Nike ấy. Con Nike có hình tí nữa xem hình sau nhá. Em đã bán hàng rất là lâu năm nay rồi, là thật sự là cái điều em quan tâm nhất đó là nó thật chính hãng thôi. Còn em không bao giờ em quan tâm là ông sản xuất ở đâu. Cái một cái đơn giản đấy thôi. Việt Nam mình cũng sản xuất hầu như là hàng thể thao chiếm thị phần lớn nhất trong các nước sản xuất cho Nike và Adidas. Chứ không phải Trung Quốc, không phải Indo đâu. Indo nó chỉ sản xuất mấy cái dòng cơ bản thôi. Tức là mấy dòng ít thôi. Nhưng Việt Nam mình sản xuất nhiều nhất. Đấy. Cho nên là tại vì sao ạ? Tại vì người Indo cũng không khéo tay bằng người Việt Nam. Cho nên tại sao mà các nước nó đặt ở Việt Nam nhiều. Cái người Việt Nam mình rất là chịu khó tỉ mỉ và làm rất là khéo. Cho nên là người ta không thích đặt ở mấy cái nước như là kể cả là Ấn Độ hay là Cambodia hay là mấy cái nước kia. Tại sao Việt Nam sản xuất được nhiều vậy? Cho nên là mình phải hiểu thế. Không liên quan nhá. Đấy. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Bình Nguyên nhá. Rồi, các bác nào còn chốt nữa thì có thể liên lạc với số Zalo của em Phúc ở trên page. Trên page hay Zalo hoặc là gọi chăm sóc khách hàng. Thì nhân viên họ sẽ hỗ trợ mọi người lấy thêm những sản phẩm nếu như các bác cần những cái gì nhá. Có bán trực tiếp tại shop không? Thực ra là em cũng có bán, nhưng mà các bác đến đây thì chọn sẽ hơi khó. Tại vì là đấy, nay xong là các bác giày dép là cho vào kiện, quần áo thì cho vào trong túi. Đây, quay cho mọi người nó thật sự này. Tại vì kho chật quá em không trưng bày đâu. Đây này. Đây là những cái hàng mà đây là ví dụ như cái hot đi này, là giặt về này, trong túi này. Giày để trong kiện này. Đấy. Và hôm nay giày chốt đây này. Số lượng giày chốt đây. Ví dụ hàng là phải để trong túi bóng này. Đấy. Nên là soi mọi người luôn đây. Đây, mấy ông chí này bắt đầu là cho vào kiện này, mọi người nhìn kiện này. Cho nên là mọi người mà đến đây ấy, khó chốt hơn trên này. Đến đây là khó chốt hơn trên này hay trên này chim. Đấy, lại gọi về thôi này, gọi về. Rồi em xuống nhá, cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại các bác ngày mai nhá. Em xuống đây.